chương 31. Luyện hóa. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Sơn động cũng không rộng lắm, nhưng phí đi tiêu minh mấy phút, mới hoàn toàn liếc nhìn xong xuôi. Ở liếc nhìn trong lúc, tiêu minh từ mấy khối đá tảng bên trong tìm kiếm ra một ít bé nhỏ ma thú phân và nước tiểu. Nghĩ đến, hẳn là một ít tình cờ tới chỗ này nghỉ ngơi nham thạch ma thú để lại. Đem phân và nước tiểu thanh trừ xuống núi động, Tiêu Minh đem sớm liền chuẩn bị kỹ càng đá tảng từ nạp giới lấy ra, đem hàng núi kia khẩu trắng đến chặt chẽ, chỉ để lại có chút khe hở, đem không khí thẩm thấu mà vào. Làm xong những này rườm ra sự tình, Tiêu Minh này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, đi tới ở giữa hang núi. Ngồi xếp bằng ở đá tảng trước mặt, con ngươi đen nhánh, nhảy lên ngọn lửa nóng bỏng, chăm chú nhìn chầm chầm bình ngọc trước mặt. Sau đó, liền bắt đầu đi thôn phệ lục nham huyền thủy, tiêu minh cũng không có làm quá chuẩn bị thêm. Hắn sớm quyết định dựa vào dưỡng linh quyết dưỡng thành, linh, cưỡng ép thôn phệ nó, tiêu minh tin tưởng thôn phệ qua hai đóa thú hỏa, linh, đã có thể ứng phó lục nham huyền thủy, huống chi mình đấu khí thuộc tính cũng không thích hợp thôn phệ loại này thuộc tính kỳ vật. Tiêu minh bàn tay nâng bình ngọc dưới đáy, lực lượng linh hồn cấp tốc xâm nhập vào trong đó, đem lục nham huyền thủy dắt dẫn ra. Mất đi bình ngọc phong ấn, cái kia vốn cổ phần đến cực kỳ bình tĩnh chất lỏng lại bắt đầu tỏa ra kỳ dị chập chờn. Treo lơ lửng ở giữa không trung, trong lúc thậm chí có nhàn nhạt lục vụ bay lên. Rõ ràng việc này không nên chậm trễ, tâm thần chìm vào bụng dưới vị trí chỗ, to bằng bàn tay nhũ bạch luồng khí xoáy, chính ở xoay chậm chậm. Ở luồng khí xoáy ngoại vi, bọc một tầng tương tự tinh vân dáng nhũ bạch năng lượng khí thể, luồng khí xoáy nơi sâu xa, một cái chỉ có to bằng ngón cái hỏa hồng lăng hình tinh thể, ở tiêu minh tâm thần nhìn kỹ bên trong, chậm rãi trôi nổi ở luồng khí xoáy vị trí trung ương, yên tĩnh bất động. Tâm thần khẽ nhúc nhích, luồng khí xoáy bên trong, đang cùng đấu tinh lẫn nhau năng lượng, linh biến mất không còn tâm hơi. Tiêu minh mở mắt ra, giơ tay lên, chỉ thấy vừa nãy không gặp, linh ở đầu ngón trỏ dường như có sinh mệnh như thế vui vẻ múa. Điều nhiên, tiêu minh ngón trỏ bắn ra, linh cấp tốc bay ra mang theo một vệt màu trắng tàn ảnh, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế xông vào cái kia một bãi lục nham huyền thủy bên trong. Linh vừa tiến vào lục nham huyền thủy bên trong, gần giống như nhìn thấy thịt cừu như sói, lấp lóe thể tích trực tiếp tăng vọt gấp mấy lần. Thể nội truyền đến khủng bố sức hút, nhanh chóng lôi kéo hấp thu lục nham huyền thủy. Nhưng lục nham huyền thủy hiển nhiên không phải tốt như vậy hấp thu, một luồng nhàn nhạt năng lượng thủy triều, từ cái kia mười mấy bình phương cm lục nham huyền thủy bên trong nổi lên, lại trung hòa, linh, sức hút, trong lúc nhất thời hai người dặn co không xong. Không chỉ như vậy, tiêu minh thậm chí còn cảm nhận được huyền thủy ở điều động năng lượng trong thiên địa, hiển nhiên là muốn như lúc trước công kích hắn như thế, công kích, linh. Tiêu minh đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, tùy ý lục nham huyền thủy phát động công kích. Đấu khí màu đỏ rực đánh ra, đánh tan lục nham huyền thủy tụ tập mà đến năng lượng. Sau đó lực lượng linh hồn cấu kết, linh, đào hoa hỏa cùng u lam tinh hỏa từ linh thể bên trong kéo mà ra. Hai đóa thú hỏa xuất hiện sau đó bỗng nhiên tăng vọt, đem lục nham huyền thủy bọc. Lục nham huyền thủy hết thảy hành động dựa cả vào tự mình bảo vệ bản năng khởi động. Hiện tại bị kích thích, lại phân ra một nguồn sức mạnh đi chống đỡ hỏa diễm thiêu đốt, thậm chí bởi vì huyền thủy cùng thú hỏa thuộc tính không giống, lục nham huyền thủy tinh lực chủ yếu đều đặt ở chống đỡ đào hoa hỏa cùng u lam tinh hỏa lên cùng Linh rằng có năng lượng thủy triều rõ ràng yếu bớt, trung hòa không được, Linh sức hút, một dọc một dọc lục nham huyền thủy bản nguyên liền như vậy bị hút vào, Linh thể nội. Bởi vì Linh thiên sinh chính là vì thôn phệ thiên địa kỳ vật mà thành, lục nham huyền thủy cái kia bị phân cách bản nguyên căn bản lật không được bao lớn sống. Cái kia từng dọc lục nham huyền thủy bản nguyên tiến vào Linh thể nội, lập tức sẽ bị luyện hóa hấp thu. Linh hấp thu huyền thủy, so với người hấp thu thuận tiện cấp tốc nhiều a à, cũng so với người thể trực tiếp hấp thu an toàn nhìn từng giọt nhỏ bị linh hấp thu thậm chí chỉ còn lại một nửa thời điểm trực tiếp tràn vào linh thể bên trong lục nham huyền thủy tiêu minh có chút ít cảm khái thân thể hấp thu này mấy ngày kỳ vật không một không tỏa trời lớn nguy hiểm liền nắm trước mắt lục nham huyền thủy tới nói nếu như muốn tiêu minh thôn phệ thôn phệ thời điểm hắn cần trực tiếp ăn vào lục nham huyền thủy để cho tiến vào thể nội. Người thể nội cực kỳ yếu đuối, đấu hoàng cường giả cũng không thể để cho xa lạ năng lượng ở thể nội đấu đá lung tung. Vì lẽ đó thông phệ trước, tiêu minh còn muốn chuẩn bị kỹ càng các loại hộ thể đang dược, lấy bảo vệ kinh mạch của chính mình không bị lục nham huyền thủy cái kia không bị khống chế năng lượng phá hoại. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ, lục nham huyền thủy cũng sẽ không đàng hoàng bị luyện hóa. Hắn muốn nhẫn nhịn to lớn thống khổ, kéo nó tại thân thể yếu đuối trong kinh mạch đi khắp. Đến cuối cùng, huyền thủy bị ngươi thuần phục sau đó, nếu như là huyền thủy phi thường cùng bạo, ngươi còn muốn có cái có thể chứa đựng nó không gian, bởi vì nó là không thể đơn giản đặt ở luồng khí xoáy bên trong. Lục nham huyền thủy cái này kỳ vật, tiêu minh không biết có muốn hay không loại kia chứa đựng không gian. Nhưng lục nham huyền thủy sẽ phát sinh tính ăn mòn công kích, bản thân hiển nhiên không đơn giản như vậy lục độc sông quỷ vẫn không luyện hóa lục nham huyền thủy nguyên nhân, khả năng trừ lục nham huyền thủy chỉ có một đóa ở ngoài, còn có thể chính là bọn họ không có luyện hóa năng lực. Nói tóm lại, người thôn phệ những thứ đồ này, chính là phiền phức, nguy hiểm lớn. Mà chỉ cần kỳ vật không có, linh mạnh mẽ, linh là có thể tùy tiện tạo, một điểm nguy hiểm đều không có. Tỷ như, hiện tại linh liền trực tiếp thôn phệ lục nham huyền thủy, vẫn không có chịu ảnh hưởng đây chính là tiêu minh tu luyện dưỡng linh quyết cường hãng chỗ. Ngoài ra, người thôn phệ thiên địa kỳ vật cũng không thể cho mình tu vi mang đến tăng lên, bất kể là dị hỏa, vẫn là huyền thủy, cũng không thể. Thế nhưng, linh thôn phệ những thứ đồ này sau đó là có thể phụng dưỡng năng lượng đến luồng khí xoáy bên trong. Linh chủ nhân tu vi tự nhiên cũng sẽ được tăng cao. Đáng tiếc, hiện tại linh phỏng chừng không có thực lực trực tiếp thôn phệ dị hỏa. Tiêu Minh đem đem lục nham huyền thủy toàn bộ nuốt vào thể nội linh gọi trở về trong tay, nhìn trở nên có chút màu xanh biếc linh, nói lầm bầm. Tuy tiện một đóa dị hỏa bản nguyên bạo phát lên, cũng có thể đem hiện tại linh đốt thành cặn bã, trừ phi là loại kia ấu có được không thể lại ấu sinh dị hỏa. Bằng không, còn muốn giống như bây giờ, lẩm lẩm liệt liệt trực tiếp đem linh ném vào dị hỏa bản nguyên bên trong, liền trực tiếp luyện hóa đối phương, đó là không thể vì sau đó thôn phệ dị hỏa thiếu chịu khổ một chút, xem ra sau này muốn nhiều thôn phệ thú hỏa, một đóa thú hỏa không làm gì được dị hỏa, ngàn đóa đều sẽ có điểm tác dụng, cái khác thiên địa kỳ vật cũng muốn nhiều tìm xem, các loại linh trưởng thành, khủng bố đến đâu dị hỏa cũng không thành vấn đề. Thực sự không được, đến thời điểm, liền trực tiếp thôn phệ dị hỏa cũng được. Dị hỏa tiêu minh sau đó tuyệt đối sẽ thôn phệ, không đề cập tới mấy mô phỏng có thể hay không rút ra cái gì dị hỏa chỉ là hiện tại, ở Tây Bắc Đại Lục, hắn liền biết ba đao u chủ dị hỏa tồn tại, thanh liên địa tâm hỏa, cùng hai đóa vẫn lạc tâm viêm. Thông phệ dị hỏa có thể tăng trưởng tu vi của chính mình, lại có thể tăng cường chính mình tính chất công kích. Có loại này chỗ tốt, kẻ ngu si mới không muốn đây, khụ khụ, đương nhiên, còn cần lưu một đóa vẫn lạc tâm viêm cho già nam học viện. Cái khác, tiêu minh đã làm tốt dự định. Các loại thực lực đầy đủ liền lập tức lên đường, chuyển động thân thể trước tiên nắm thanh liên địa tâm hỏa lại nắm vẫn lạc tâm viêm cái gì tiêu viêm phần quyết tiến hóa cần thôn phệ dị hỏa ngươi thân là hắn cùng tộc nhân không nên vì hắn suy nghĩ một chút sao ha ha sờ sờ lương tâm biết có phần quyết loại này công pháp nghịch thiên đến thời điểm hắn không đi cướp là tốt lắm rồi để cho tiêu viêm căn bản là không ở tiêu minh cân nhắc bên trong tuy rằng tiêu viêm là tiêu minh cùng tộc không sai nhưng tiêu viêm là người xuyên việt tiêu minh cũng là người xuyên việt hai người xuyên việt nơi nào đến cùng tộc tình nói quá người qua đường chính là giữa đường người cho dù tiêu viêm trưởng thành đối với tiêu minh tới nói cũng có chỗ tốt thế nhưng tiêu minh cảm thấy vẫn là chính mình trưởng thành tốt hơn đánh thép còn cần tự thân cứng không phải ha ha cười hai tiếng tiêu minh đem hấp thu xong lục nham huyền thủy tự thân có chút màu ngọc bích linh dắt hồi khí toàn bên trong. Cái này màu sắc nói rõ lục nham huyền thủy vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, luyện hóa hoàn toàn linh nên biến trở về màu nhũ bạch mới đúng. Hiển nhiên là vừa nãy linh trực tiếp một cái nuốt lấy còn lại lục nham huyền thủy bản nguyên hành vi, có chút nóng vội. Tiêu Minh hiện tại đem linh thả lại thể nội là vì gia tốc luyện hóa quá trình, đồng thời tốt tiếp thu linh phụng dưỡng năng lượng cảm tạ thư hữu 20220303093948494200 cùng Sakura Sakura 100 điểm tệ khen thưởng, thành phong minh nguyệt vé tháng. Tấu chương xong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32. Thăng cấp. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Luồng khí xoáy bên trong, cỡ ngón tay đấu tinh bên cạnh, linh lóe lên lóe lên hiện ra hào quang màu xanh lục mỗi lấp lóe một lần, màu xanh lục liền sẽ lờ mờ một phân, cho đến cuối cùng, lục mang hầu như biến mất không còn tâm hơi. Nhìn lại khôi phục thuần trắng linh, tiêu minh biết lục nham huyền thủy đã luyện hóa gần như. Quả nhiên, không bao lâu linh liền không đang lóe lên, mà là một trận rung rẩy. Một luồng tinh thuần năng lượng màu xanh lục sương mù bị không ngừng phun ra, tràn vào luồng khí xoáy bên trong. Tình cảnh này tiêu minh cũng không xa lạ gì, trước hai lần thôn phệ thú hỏa thời điểm, linh cũng phun ra qua năng lượng sương mù chỉ có điều trước hai lần năng lượng sương mù màu sắc cùng lần này không giống số lượng cũng không có lần này nhiều nhìn thấy linh lại một lần phụng dưỡng năng lượng từng có kinh nghiệm tiêu minh không có trực tiếp đem nguồn năng lượng này truyền vào đấu tinh bên trong mà là lại, lại lần nữa bình tĩnh lại tâm thần đem hết toàn lực khống chế những kia tràn đầy thể nội năng lượng sương mù đưa chúng nó thu nạp cùng nhau cuối cùng hội tụ thành một luồng mãnh liệt dòng năng lượng đem nguồn năng lượng này lấy dưỡng linh quyết loại thứ hai pháp môn con đường, ở trong người hoàn thành một đạo tuần hoàn sau khi, lại cùng cùng không ngừng quay về luồng khí xoáy bên trong tinh thể rót vào mà vào. Mà đối với những này liên tiếp không ngừng rót dũng mà đến năng lượng, cái viên này to bằng ngón cái đấu tinh, nhưng là như một động không đáy như thế, tùy ý năng lượng đó làm sao khổng lồ, nhưng là toàn bộ ai đến cũng không tự tuyệt. Linh đang kéo dài phụng dưỡng năng lượng, trải qua kinh mạch cuối cùng tràn vào đấu tinh năng lượng chỉ chiếm một nửa còn có một nửa thể nội năng lượng sương mù ở cùng cùng không ngừng quẩn những tiêu minh nhục thân nếu như lúc này ai có thể xuyên thấu qua da dẻ nhìn tiêu minh thể nội e sợ sẽ than một kinh lưỡi nhìn thấy cái kia đầy người sương mù thậm chí những kia nội tạng đều là bị nồng nặc năng lượng sương mù hoàn toàn che lấp xuống không chỉ như vậy ở dưỡng linh quyết ảnh hưởng tiêu minh thể nội những kia xương cốt bắp thịt các loại hầu như là đột nhiên có chính mình linh trí như thế, điên cuồng lấy đủ loại phương thức, đem những kia bồng bền mà đến năng lượng sương mù, thôn phệ mà vào. Như vậy thôn phệ, cũng là làm cho tiêu minh rõ ràng cảm giác được thân thể vượt càng mạnh mẽ. Xương cốt, bắp thịt cùng với nội tạng dễ dàng liền đạt đến cần khổ tu mới có thể tăng cường loại kia cường độ. Gần như nên đột phá. Nhận ra được đấu tinh đã tích lũy nhất định đấu khí. Tiêu Minh đã không còn chút nào kéo dài, tâm thần ngưng định, nhất thời, Linh đột nhiên một lần phun ra khổng lồ năng lượng màu xanh lục sương mù. Mà làm này năng lượng khổng lồ sương mù tiến vào kinh mạch sau khi, sương mù dĩ nhiên đã là hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một đoàn giống như phỉ thúy giống như tinh khiết chất lỏng năng lượng, thậm chí, ở những chất lỏng kia năng lượng bên trong, còn chen lẫn tí tẹo tương tự thể trắng dáng bé nhỏ tinh thể năng lượng. Lần này tiêu minh không có lại khống chế thân thể thôn vệ những năng lượng này, mà tùy ý chúng nó ở trong người vận chuyển, sau đó trở về luồng khí xoáy. Phỉ thúy chất lỏng, theo dưỡng linh quyết công pháp con đường hoàn thành một vòng tuần hoàn sau khi, chính là lặng lặng dừng lại ở luồng khí xoáy lối vào chỗ, chậm chậm lưu động khí thế như vậy, như sắp tiết hồng đại bá như thế. Cho ta đi vào. Nhìn kỹ đoàn kia khổng lồ phỉ thúy năng lượng, tiêu minh trong lòng hung tận mệnh lệnh. Nhất thời, cái kia ngăn cản ở luồng khí xoáy miệng nơi lực cản trong nháy mắt biến mất nhất thời, dân trào năng lượng, chen lẫn cái kia như bay thác nước nện xuống giống như nổ vang, âm âm vọt vào luồng khí xoáy bên trong. Này cổ năng lượng khổng lồ, tràn vào luồng khí xoáy, chợt một đầu quay về luồng khí xoáy trung tâm hình thoi đấu tinh, mạnh mẽ va tiến vào. Oanh! Ở năng lượng tràn vào đấu tinh cái kia một chốc, tiếng nổ vang hầu như là như ở tiêu minh trong đầu vang vọng như thế. mãnh liệt năng lượng, cuồn cuộn không ngừng rót vào đấu tinh bên trong, mà người sau, ở tiếp thu này cổ năng lượng khổng lồ sau, thể tích dĩ nhiên cũng là bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Theo đấu tinh thể tích tăng trưởng, tiêu minh cái kia mẫn cảm linh hồn năng lực nhận biết có thể rõ ràng nhận ra được, thực lực của chính mình, chính đang cấp tốc quay về cái kia gần trong gan tất đẳng cấp màng mỏng dân trào mà đi. Ngoại giới, trong hang núi, tiêu minh khí tức đang kéo dài không ngừng liên tục tăng lên. Đinh Yên tĩnh bên trong hang núi, mỗi một khắc, một đạo như có như không ngâm khẽ âm thanh, bỗng nhiên ở tiêu minh thể nội lặng yên vang lên. Mà theo này đạo ngâm khẽ âm thanh vang lên, tiêu minh cả người khí thế bỗng nhiên tăng mạnh rất nhiều. Dấu hiệu này tiêu minh thành công thăng cấp hai tinh đại đấu sư. Nguyên bản lấy tiêu minh thực lực hôm nay, muốn lại tăng lên một đẳng cấp, nếu là bình thường tu luyện, e sợ ít nhất phải một hai tháng, mới có thể lại tăng lên một tinh thực lực. Dù sao, Tiêu Minh mới đột phá đại đấu sư mới mấy ngày mà thôi. Này vẫn là Tiêu Minh đến có thời gian chuyên tâm tu luyện tình huống, có điều, hiện tại Tiêu Minh ra đến rèn luyện, khẳng định không nhiều thời gian như vậy tu luyện. Tình huống bình thường, đến nội viện chọn lựa thi đấu thời gian như vậy, Tiêu Minh không cắn thuốc, Tu Vi vẫn đúng là có thể sẽ không đến hai tinh đại đấu sư. Có điều, hiện tại có lục nham huyền thủy gia trì, Tiêu Minh dễ dàng liền đến hai tinh đại đấu sư cảnh giới này. Đồng thời, Tiêu Minh hiện trước khí thế vẫn còn tiếp tục tăng cường, không chút nào dừng lại ý tứ. Chỉ thấy, lúc trước ngâm khẽ âm thanh kinh sợ hạ xuống sau khi không lâu, bỗng nhiên lại là một đạo ngâm khẽ tự Tiêu Minh thể nội truyền ra, nhẹ nhàng vang vọng ở trong sơn động. Mà theo này đạo ngâm khẽ âm thanh vang lên, Tiêu Minh cả người khí thế lại một lần nữa bỗng nhiên tăng mạnh rất nhiều. Tam tinh đại đấu sư Này lục nham huyền thủy không hổ là thiên địa kỳ vật, ở Linh có lưu lại phần lớn năng lượng nuôi dưỡng tự thân, chỉ là phụng dưỡng một phần nhỏ năng lượng tình huống, lại còn có thể làm cho ta tăng lên hay sao? Nhìn thể nội linh tính càng ngày càng bức người linh, Tiêu Minh thở dài nói. Nhưng sau đó hắn lại cảm nhận được chính mình cái kia bởi vì mấy trận chiến đấu mà lại trở nên ngưng tụ một điểm đấu khí lại khôi phục trước kia phù phiếm trạng thái, lông mày bỗng dưng nhíu chặt. Cái này không thể được, gần nhất đột phá quá nhiều lần, cho dù ta thiên phú lại tốt, chỉ sợ cũng phải đối với ta sau đó thực lực tăng lên tạo thành ảnh hưởng nhìn có thể hay không đè thấp điểm trạng thái một cái thể nội phù phiếm sức mạnh phân phối không đúng chỗ người trước sau cũng không bằng một cái thể nội ngưng tụ sức mạnh bắt bí đúng chỗ người loại này đạo lý lớn ở kiếp trước cũng đã nát phố lớn đối với điểm ấy tiêu minh tự nhiên cũng là cực kỳ rõ ràng cái này cũng là tiêu minh những năm này không có dựa vào thiên phú điên cuồng đột phá hiện tại lại ra đến rèn luyện nguyên nhân chỉ có có cái vững như bàn thạch trung tâm, mới vừa có khả năng ở bên trên, dựng ra cái kia khiến người chấn động thực lực tháp cao. Vì lẽ đó, hắn không thể sẽ làm cho này nhất thời chi lợi, hủy diệt chính mình tảng đá nền đất. Nương theo loại ý nghĩ này, tiêu minh bắt đầu dùng lực lượng linh hồn rèn luyện chính mình đấu khí. Tiêu minh khí tức cũng bắt đầu từng bước một suy sụp, cuối cùng cho đến rơi xuống hồi thứ hai tinh đại đấu sư đỉnh phong. Khoanh chân ngồi ở đá tảng bên trên, tiêu minh non nớt khuôn mặt như một khối ôn hòa ngọc giống như, tỏa ra nhàn nhạt hào quang. Sau một hồi khá lâu, hào quang mới chậm rãi thối lui, lông mi nhẹ nhàng run run, chợt đột nhiên mở, một tia tinh mang chớp lóe mà qua, chợt cấp tốc ẩn nấp. Theo tinh mang ẩn nấp, cái kia lượng lờ ở tiêu minh mặt ngoài thân thể hùng hồn khí thế, cũng là từ từ thu lại, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một ngùng trọc khí theo yết hầu bị phun ra ngoài, tiêu minh uống éo cái cổ, nghe được cái kia lanh lảnh xương xúc vang, lại cảm thụ được thể nội cái kia như dòng sông giống như dân trào lưu động đấu khí. Trên khuôn mặt cũng là không nhìn được hiện lên một vệt nụ cười, song trưởng điểm nhẹ đá tảng, thân thể mạnh mẽ rơi xuống đất, song quyền bỗng nhiên đánh ra, vù vù quyền phong, khá là ác liệt. Chỉ riêng lấy nhục thân cường độ, ta liền đủ để cung cấp hai oáp cất, mà thú tranh bá, phổ thông đại đấu sư, không hề chuẩn bị bị ta lấy thuần sức mạnh thân thể đánh trúng một quyền, sợ cũng là sẽ được thương thế không nhẹ đấu khí cũng bởi vì đè thấp cảnh giới không có như vậy phù phiếm ha ha không tồi không tồi cái này thu hoạch không uổng công ta chuyên môn chạy một chuyến lục nham trấn chậm rãi thu quyền mà đứng tiêu minh cười nói như là nghĩ tới điều gì tiêu minh đưa tay phải ra linh xuất hiện trên tay hắn có lẽ nên thử xem linh có biến hóa gì đó đi công kích đạo thạch môn kia Tiêu Minh chỉ mình chuyên môn dùng để ngăn chặn cửa động tảng đá, đối với Linh ra lệnh. Tấu chương xong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33. Hắc ấn thành. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tiếp thu được Tiêu Minh mệnh lệnh, ở Tiêu Minh trưởng vui vẻ nhảy lên Linh đình chỉ động tác của chính mình, sau đó chậm rãi trôi nổi mà lên, cho đến cùng Tiêu Minh bộ mặt ngang hàng. Tự hồ là vì không thương tổn đến tiêu minh như thế, linh giác đến khoảng cách như vậy quá gần, còn hướng về trước di động mấy mét, cho đến tới gần đá tảng một mét nơi mới dừng lại. Lặng lặng đợi vài giây, linh đột nhiên bành trướng gấp mấy lần, một luồng năng lượng chen lẫn lam hồng nhạt hỏa diễm năng lượng màu xanh lục trụ bị phun ra, trực tiếp và hướng về gần trong gan tất đá tảng. Cứng trắng nham thạch ở chỉ có khoảng 10cm đường kính năng lượng màu xanh lục trụ bên dưới, dường như một cái đậu hũ nát xây đá tảng ở đòn đánh này bên dưới, hào không trở ngại bị bắn cái đối với xuyên. Từng sợi từng sợi nhàn nhạt nắng sớm từ trong tảng đá mười mấy cm rộng hình trụ vết thương vào sơn động. Từ cái này cửa động như hướng ra phía ngoài xem, thời gian tựa hồ đã đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Đã đến sáng ngày thứ hai sao? Thời gian qua thật nhanh. Tiêu Minh chỉ liếc qua một cái cảnh sát bên ngoài, liền không để ý nữa, mà là đem sức chú ý đặt ở linh ở trên tảng đá lớn lưu lại công kích loại uy lực này có chút kinh người loại này nham thạch có thể không tốn sức chút nào xuyên thủng đấu sư cảnh giới khẳng định là không làm được bình thường không có vũ khí đại đấu sư cũng không làm được trình độ như thế này đây còn không phải năng lượng trụ hạng mức tối đa ha ha hơn nữa công kích này còn có tính ăn mòn đúng là có chút ý nghĩa nghĩ đến hẳn là lục nham huyền thủy đặc tính bị chỉnh hợp Tiêu Minh nhìn đá tảng cái kia mười mấy cm rộng cửa động. Chỉ thấy cái kia cửa động không giống tưởng tượng như vậy trơn nhẵn, mà là loang loang lỗ lỗ, từng đóa từng đóa hiện ra lam hồng nhạt hỏa diễm ở những này hố nhỏ lên thiêu đốt. Linh cho đá tảng tạo thành công kích, kỳ thực vết thương vừa bắt đầu là trơn nhẵn, chỉ có điều Linh công kích tự hồ sẽ ở xung quanh lưu lên một ít chất lỏng màu xanh biếc, loại chất lỏng này lên sẽ giấy lên tiêu minh nhượng Linh đã từng hấp thu hỏa diễm. Những thứ đồ này sẽ cho vết thương tạo thành kéo dài thương tổn. Nguyên bản trân nhẵn vết thương ở loại này kéo dài thương tổn dưới, dần dần liền lội lõm. Nói đến cái này năng lượng trụ xem như là giải khóa tấn công từ xa đi, sau đó đúng là có thể đem Linh thả ra đối địch. Linh thể tích nhỏ như thế, căn bản không dễ dàng bị phát hiện. Tiêu Minh thậm chí đã có thể nghĩ đến làm hắn đem Linh thả ra ngoài, khoảng cách gần gián mặt cho người một phát năng lượng trụ công kích cảnh tượng cái kia tình cảnh chặt 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 ngược lại so với tiêu minh tự mình dùng tam diễm không linh ấn đánh lén người khác tới đến ung dung chính là có điều nghĩ đến cuối cùng tiêu minh đột nhiên thất thanh nở nụ cười ha 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 cái này ta này gần nhất làm sao luôn nghĩ đánh lén người khác a à? nói đến gần nhất hai trận chiến đấu đều là tiêu minh xuất thủ trước công kích đánh lén giết chết đối phương trọng yếu võ lực sau sau đó lại cùng những người khác chậm rãi đánh điều này cũng không có thể quái tiêu minh đê tiện dù sao hắn đánh lén đối tượng thực lực đều cao hơn hắn mỗi cái cũng đều là so với hắn còn không nói võ đức gia hỏa hắn đánh lén một hồi nhân chi thường tình cuối cùng cũng có thể dễ dàng một chút không phải huống hồ huyền huyển thế giới nơi nào đến nhiều như vậy nhân nghĩa đạo đức có thể nói đặc biệt ở hát giác vực nơi này tiêu minh cũng rõ ràng ở hát giác vực giảng những này là ngu xuẩn đánh lén người khác lên cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Mất sau khi cười xong, Tiêu Minh cũng không nhớ tới chuyện này, mà là nghĩ đi ra bên ngoài trời nếu đã sáng, chính mình cũng có thể rời đi lục nhàm trấn. Liền đứng lên đến, để tâm thần quay về Linh ra lệnh. Đem đá tảng nổ tung. Âm thanh vừa ra, một tiếng vang thật lớn ở không gian bên trong vang lên, chấn động đến mức Tiêu Minh đều không khỏi vì là điều này khiến người ta quát tai âm thanh nhíu mày. Bên ngoài, vách núi. Oanh. Một đạo đá tảng từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, nhấc lên từng trận bụi bặm, khói xám trung gian chen lẫn từng tia từng tia lam hồng nhạt hỏa diễm. Một bóng người theo sát phía sau, từ trời mà đáp xuống trên mặt đất, bóng người rơi xuống đất chen lẫn kình phong đem khói xám thổi tan. Tiêu Minh nhìn từ như vậy cao địa phương nhảy xuống, chính mình không có vận dụng bất kỳ đấu khí phòng hộ, hai chân nhưng một điểm khó chịu cũng không có không khỏi thỏa mãn đối với mình nhục thân cường độ lại lần nữa gật đầu. Từ trong nạp giới lấy ra một bộ mới hát bào trồng lên. Đầu tiên là ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thái Dương, xác nhận một hồi hiện tại thời gian cụ thể. Lại hướng về bốn phía quét một vòng, tìm đúng ngày hôm qua chính mình đến phương hướng. Tiêu minh lòng bàn chân năng lượng phun trào, hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Cùng ngày, tiêu minh liền rời đi lục nham trấn, đi tới chính mình cái kế tiếp chỗ cần đến. Sau 14 ngày, một tòa phía trên dãy núi, một đạo áo bào đen bóng người bằng cao nhìn về phương xa. Đây chính là Hắc Ấn Thành đi. Người áo đen nhìn dãy núi chi chân, nhẹ giọng nói. Nơi đó có một tòa do đen kịt đá tảng tích lũy mà thành bàn thành phố lớn, như ẩn như hiện hiện ra mơ hồ đường viền, ở cái kia thành thị tứ phương nơi cửa thành, còn có thể mơ hồ nhìn thấy lít nha lít nhít điểm đen nhỏ, còn như là kiến hôi, tụ tập tràn vào thành thị cái kia lớn trương hắc ám miệng lớn bên trong đỉnh núi người chính là tiêu minh rời đi lục nhàm trấn sau đó hắn liền hướng hắc ấn thành bên này đuổi nói là đuổi cũng không đúng bởi vì muốn mài vũ chính mình nguyên nhân tiêu minh tốc độ kỳ thực không hề nhanh có thể nói là đi dạo để hình dung thêm vào hát giác vực hỗn loạn cực kỳ tiêu minh còn thường thường gặp phải đánh cướp cho nên mới hoa mười mấy ngày đến hắc ấn thành không phải vậy căn bản dùng không được lâu như vậy thời gian ở mười mấy ngày nay thời gian bên trong, tiêu minh cảm giác mình tăng lên lớn vô cùng, tự thân đấu khí đánh bóng càng thêm ngưng tụ liền không cần phải nói, các loại đối địch thủ đoạn cũng càng sắc bén hơn, cảnh giới cũng trở nên vững chắc. Hơn nữa từng trải qua hắc giác vượt các loại chuyện buồn nôn sau đó, tiêu minh cũng cảm giác mình tâm lý thừa nhận năng lực đều có hiện ra tăng lên. Trèo non lội suối đi tới tới gần hắc giác vượt biên giới hắc ấn thành, tiêu minh tự nhiên là có mục đích, trừ, vì mấy ngày sau ở Hắc Ấn Thành tổ chức mỗi năm một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá bên ngoài. Tiêu Minh mục đích tự nhiên chính là vì mấy mô phỏng nhắc tới bí cảnh. Lần này bí cảnh vị trí cụ thể Tiêu Minh là biết. Lần nào đó mô phỏng bên trong nhắc qua vị trí cụ thể, ngay ở Hắc Ấn Thành ở ngoài Hắc vực lớn bên trong vùng Bình Nguyên. Vì lẽ đó, Tiêu Minh mới sẽ chạy tới Hắc Ấn Thành đến. Hắc Ấn Thành là thuộc về bác phiến môn quản lý hạt thành trì, cái này bác phiến môn có thể nói là là hát giác vực lâu năm thế lực, thực lực rất mạnh, thủ lĩnh của bọn họ viên y là hát giác vực hát bản trước 10 cường giả, mỗi một lần hát ấn thành đại hội đấu giá, đều là bác phiến môn chủ trì. Lần này bí cảnh ở hát ấn thành cử hành loại cỡ lớn buổi đấu giá trước mở ra, sợ là sẽ phải hấp dẫn đến không ít, cùng nó gần như đẳng cấp thế lực tham dự vào, vậy thì hơi rắc rối rồi. Hát ấn thành mỗi lần cử hành buổi đấu giá, bởi vì mỗi lần đều có then chốt thứ tốt, nói thí dụ như địa cấp đấu kỹ, thất phẩm đang dược cái gì đồ chơi. Sừng đen mỗi cái thế lực đều sẽ phái đại biểu tham gia, có thời điểm thậm chí còn sẽ hấp dẫn hát giác vực ở ngoài thế lực. Hát giác vực hỗn loạn cực kỳ, giết người cướp của chỗ nào cũng có, có thể đến tự nhiên đều là cường giả. Tình huống như thế, những cường giả kia phát hiện có bí cảnh mở ra động tĩnh, bọn họ sẽ bỏ qua cho sao? Nghĩ nghĩ cũng biết không thể. Loại trừ những này thế lực lớn, một ít tán tu cũng sẽ ở hắc ấn thành tụ tập. Muốn biết trong những người này, đấu linh cũng không ít thấy, đấu vương cũng không phải là không có. Tán tu đối với bí cảnh cơ duyên như thế này điên cuồng nhất, cho dù là các loại thế lực lớn liên hợp lại cũng đẩy không đi nhìn thấy bí cảnh bọn họ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tán tu tăng lên chính mình con đường ít đến mức đáng thương, bọn họ sẽ nắm lấy tất cả cơ hội. Nghĩ như vậy, lần này bí cảnh hành trình đúng là rất nguy hiểm, có điều, tình huống như thế không phải sớm có dự liệu sao. Làm sao nước đã đến chân nhưng lại do do dự dự. Tiêu Minh lắc đầu một cái, vận chuyển đấu khí hướng về dãy núi bên dưới đi vội vã. Chỉ phải chú ý điểm, đấu vương trở lên cường giả cũng sẽ không chú ý tới hắn loại này chỉ là đại đấu sư người. Cho tới đấu linh, hắn cũng không sợ. Đánh không thắng, hắn sẽ không chạy sao. Huống hồ, lần này chỉ là rèn luyện, có thể được chút gì tự nhiên là tốt, không chiếm được cũng không cần cưỡng cầu. Ở này 14 ngày bên trong, hắn lại nhân sinh mô phỏng qua hai lần, kết quả tuy rằng không giống nhau, vận khí cũng khá là không phải không được thứ tốt, nhưng này hai lần quá trình cũng nói, cẩn thận một chút liền sẽ không xảy ra chuyện. Cảm tạ Nam Cung Ngọc Lân hai tấm, thích dậy sớm chim nhỏ hai tấm, du ly một tấm vé tháng. Cảm ơn mọi người phiếu đề cử, tấu chương xong. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 Vào thành Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Từ đỉnh núi gào thét mà xuống, sau mười mấy phút, tiêu minh chính là tiếp cận đạo kia đen kịch cửa thành. Tới gần cửa thành sau khi, tiêu minh tốc độ từ từ chậm lại, cuối cùng chuyển thành chậm chậm đi bộ, xếp hàng cái kia dòng người sau khi, yên tĩnh chờ đội ngũ tiến vào. Tự hồ là bởi vì Hắc Ấn Thành sắp cử hành buổi đấu giá nguyên nhân, nơi này dòng người đặc biệt nhiều lắm. Loại trừ một ít túng năm tụng ba tán nhân, Tiêu Minh còn nhìn thấy rất nhiều treo có đội buôn cờ hiệu đoàn xe. Xếp hàng Tiêu Minh trước người chính là như thế một cái đội buôn, quy mô không nhỏ, có chừng hơn trăm người. Trong những người này, người mạnh nhất có điều đấu sư cảnh giới. Thực lực như vậy còn dám ở hỗn loạn hát giác vực làm ăn, đội buôn chủ nhân tự hồ xem ra có chút đầu óc không dễ dùng dáng vẻ. Kỳ thực không phải vậy, hát giác vực tầng dưới chót tạo thành kỳ thực cùng gia mã đế quốc gần như, đều là người bình thường. Tuy rằng nơi này người càng thêm khát máu, càng thêm không nói nguyên tắc. Thế nhưng những người này thiên phú kỳ thực gần như, đấu sư nói không chắc chính là những người này cuối cùng một đời có khả năng đến điểm cao nhất. Ở hát giác vực, đại đấu sư cảnh giới chính là tiểu cao thủ có thể không phải chỉ là nói suông. Như loại này kết bè kết lũ đội buôn, ở giả ngoại chỉ cần không đụng với loại cỡ lớn mã tặc đoàn đội, tính an toàn kỳ thực còn rất cao. Mà ở phần lớn đều là có thế lực độc bá trong thành thị lớn, chỉ cần giao cho những thế lực này đầy đủ tiền tài, cũng sẽ không rơi cái hàng hóa bị cướp, đồng thời đầy đội bị tàn sát kết cục bi thảm. Hát giác vượt người không sự tình sinh sản, hát giác vực có thể vẫn duy trì sức sống, những này đội buôn không thể không kể công. Có thể mang đến kéo dài ít lợi, đồng thời tăng cường sức sống, mổ gà lấy trứng chuyện như vậy, những này trong thành trì thế lực ngược lại là không có dại dột đi làm. Đương nhiên, sự tình cũng không có tuyệt đối. Tất cả những thứ này đều tiền đề là ngươi không có quá tốt đồ vật, nếu không, này hắc giác vực cũng là cùng cái kia hỗn loạn nhất khu vực tên tuổi có chút không hợp. Đứng ở đoàn xe xe ngựa sau khi, tiêu minh ngẩng đầu nhìn cái kia đen thui khổng lồ tường thành, ánh mắt nhìn lướt qua cửa thành ngay chính giữa, hắc ấn thành, ba chữ lớn tầm mắt chậm rãi dưới chuyển, cuối cùng dừng ở cửa thành mười mấy vị thân mang hắc y trang phục nam tử trên người. Bọn họ tự hồ liền như ngoại giới thủ thành binh như thế, bất kỳ tiếng vào bên trong người, đều là nhất định phải hướng về bọn họ giao nộp một số lớn không ít lệ phí vào thành dùng. Loại này lệ phí vào thành nếu là đặt ở phổ thông đế quốc bên trong, e sợ sẽ trực tiếp gây nên bạo động. Mà ở này hát giác vực bên trong, nhưng là lơ là chuyện bình thường mà thôi, được cho hát giác vực đặc sắc cút ngay cho ta, thiếu ở đại gia trước mặt nhảy nhót. Ngay ở tiêu minh đang đánh giá tòa này có hát giác vực phi thường điển hình đặc thù phong cách thành thị thời điểm, một đạo tràn ngập táo bạo tiếng mắng, bỗng nhiên ở hắn phía trước cách đó không xa vang lên. Tiêu minh dời qua ánh mắt, hóa ra là một người đầu trọc đại hán, có lẽ là bởi vì có chút chờ đến không kiên nhẫn, một cái tác đem trước mặt hắn một vị nam tử gầy yếu ông lên. a, à, Đại hán trọc đầu lời nói mới vừa hạ xuống, cái kia bị hắn nhấc lên đến nam tử gầy yếu chính là đột nhiên quay người lại, tay áo bào bên trong nhanh chóng cắt xuống một cây chủy thủ. Chủy thủ hoa lên một đạo hàng mang, mạnh mẽ quay về đại hán trọc đầu yết hầu đâm tới, có điều tốt ở người phía sau phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng cái cổ lùi lại, chủy thủ sai vị, đâm vào yết hầu chỗ phía dưới nửa tất, nhất thời, máu tươi cùng biểu, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ đại hán trọc đầu trong miệng vang lên. Một đòn trọng thương đại hán trọc đầu sau, tên kia nam tử gầy yếu thân thể vẫy một cái, chính là dường như con lương, thân thể từ y phục bên trong rụt đi ra ngoài, sau đó một đầu chính là lăn tiến vào một bên trong bụi rậm, biến mất không còn tâm hơi. Con hoang, đại gia muốn xé ngươi. Con mắt đỏ đậm đem chủy thủ rút ra, đại hán trọc đầu mất đi lý trí cũng là một đầu vọt vào rừng cây, hồi lâu sau, một đạo cùng lúc trước cái kia thê lương kêu to tương đồng tiếng kêu, từ trong bụi rậm truyền ra, một lát thời gian, mới từ từ tiêu tan đứng ở xe giá lên tiêu minh sắc mặt lãnh đạm nhìn cái kia nơi rừng rậm nghe đạo kia cuối cùng tiếng kêu thảm thiết hắn biết cái kia đại hán trọc đầu chỉ sợ là tính mạng khó bảo toàn loại này tương tự sự kiện hắn ở trong mười mấy ngày nay từng thấy mấy chục lên vừa bắt đầu còn cảm thấy mới mẻ dù sao đại hán trọc đầu thực lực so với cái kia nam tử gầy yếu cường không phải một chút hai người chênh lệch lớn cái kia nam tử gầy yếu có thể lấy yếu thắng mạnh cũng đáng giá khen ngợi nhưng là xem nhiều sau đó, tiêu minh cũng là bình thường tâm đối xử. Hát giác vực quy tắc chính là không hề quy tắc, vì lẽ đó ở hát giác vực, tuyệt đối không nên lấy tướng mạo hoặc là mặt ngoài thực lực lấy người, hát giác vực hàng năm như đại hán trọc đầu như vậy người bị chết, thi thể hầu như là có thể đem một tòa thành thị chất đây. Dù sao, có thể ở hát giác vực bên trong tiếp tục sinh sống người, đều không phải hàng bình thường, mỗi cái là lão ít. Ở chỗ khác, là người không tàn nhẫn đứng không vững ở đây là người không tàn nhẫn không sống nổi lúc trước hai người chém dết như một cái khúc nhạc dạo ngắn giống như vẻn vẹn là làm cho xếp hàng người có chút xem vật liệu mà thôi nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu người đối với này mà phát sinh cái gì cảm thán đội ngũ chậm rãi đi tới đang đợi sắp tới nửa giờ sau rốt cục đến phiên tiêu minh trước người đoàn xe ở đoàn xe đến cửa thành thời điểm đoàn xe người phụ trách mắt tiến lên nhanh nhanh tay đem một túi lớn kim tệ đưa tới. Tiêu Minh mắt sắc, rõ ràng nhìn thấy, ở hắn đưa túi lớn kim tệ thời điểm, trong tay còn ẩn giấu một cái túi nhỏ. Tên kia sắc mặt lãnh đạm nam tử mặc áo đen, tiếp nhận kim tệ, tùy ý án chừng một chút, sắc mặt nhu hòa một điểm, cũng không nói lời vô ích gì, vung tay lên, chính là thả đội buông tiến vào vào trong thành. Đoàn xe người rời đi, liền đến phiên tiêu minh đứng ở đoàn người trước không nghĩ gây phiền toái hắn học theo răm rắp cũng đem kim tệ kín đáo đưa cho trước mắt nam tử mặc áo đen ước lượng một hồi trong tay bọc nhỏ thấy tiêu minh một mình một bóng không nói nhảm tùy ý vung một hồi tay ra hiệu hắn đã thông qua mau mau đi vào theo đường phố chậm rãi cất bước tiêu minh ánh mắt không ngừng ở hai bên đường phố trong cửa hàng đảo qua nói thật hát giác vực thật sự hỗn loạn có chút quá mức đặc biệt những này thành phố lớn này vào thành mới đi ngăn ngắn không tới trăm mét đường phố, hắn chính là nhìn thấy không dưới mười lên ẩu đả, thậm chí rút đau liều mạng sự kiện. Những cửa hàng này mở ở loại này hỗn loạn trong hoàn cảnh, thật sự có tiền kiếm lời sao. Không chút thực lực, sợ không phải mỗi ngày muốn bị đánh cướp. Lắc đầu một cái, nghiêng người tránh thoát một cái bay tới đứt tay, tiêu minh không nghĩ nhiều nữa những này việc vặt vảnh. Mà là làm lên sau đó dự định, hắc ấn thành hắn đã thành công tiến vào, bí cảnh ngày mai mở ra, hiện tại vẫn là tìm cái khách sạn ở lại, ngày mai sớm chỉ vào thân tốt. Có điều đang tìm khách sạn trước, hắn còn muốn vì là tiến vào hắc vực lớn bình nguyên làm chuẩn bị, nói thí dụ như chuẩn bị cái mưu đồ gì. Không có bản đồ, tiêu minh sợ chính mình đi không ra hắc vực lớn bình nguyên. Tránh trên đường một ít liều mạng, tiêu minh chuyển qua hai con đường gốc, sừng, cất bước sắp tới hơn 20 phút sau, quét qua ánh mắt, rốt cục dừng lại ở một diện tích nhỏ hẹp cửa hàng trên tấm biển, ở cái kia màu hồng trên tấm biển, viết chế đồ các ba cái cổ điển chữ lớn. Nơi này nên có hát vực lớn bình nguyên bản đồ đi. Trong lòng lẩm bẩm một tiếng, Tiêu Minh thả nhanh bước chân, sau đó đi vào này nhìn qua không cái gì người đến thăm tiệm nhỏ. Tiến vào sau đó, Tiêu Minh mới phát hiện cửa hàng này không hề như bên ngoài đang nhìn như vậy nhỏ hẹp, bên trong có khác càng khôn còn được cho rộng rãi không gian bên trong, đồ vật tung hoành diện đều là bày ra chỉnh tề làm bằng gỗ cái giá, mỗi cái trên giá gỗ đều bày ra có màu sắc khác nhau bản đồ, lúc này, ở những này giá gỗ trước, đang có mấy người dừng bước mà xuống, âm ý trò chuyện âm thanh, ở trong đó không ngừng bồi hồi. Hiển nhiên, tiệm này không tính là đông như trảy hội, nhưng cũng có mấy cái khách hàng. Ngày mai đổi mới nên chậm một chút, bởi vì ta không có tồn cảo. Tấu chương xong. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 Dị hỏa bản đồ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio chấm Yêu, vị đại ca này, ngươi là đến mua đất ảnh đi. Vậy ngươi có thể đến đối với địa phương, chúng ta chế đồ cát nhưng là nắm giữ hát giác vượt hết thảy địa điểm bản đồ đây, nơi này tuyệt đối sẽ có ngươi muốn bản đồ. Tiêu Minh vừa tiến vào chế đồ cát, mới đánh giá một hồi bên trong bố cục tình huống, thì có một cái vóc người đẩy đà. Quần áo bại lộ đến chỉ che khuất trọng yếu vị trí nữ tính hướng về hắn đi tới, dáng người vặn vẹo, một thân lộ hàng. Đối với tình huống như thế, nàng lại tự hồ như cực kỳ không thèm để ý dáng vẻ, đồng thời hình như là chú ý tới Tiêu Minh hướng về nàng nhìn lại ánh mắt, trái lại gia tăng vặn vẹo phạm vi. Đợi đến đi tới Tiêu Minh trước mặt, nàng lại tiếp tục mở miệng cười duyên nói: "Vì đại ca này, ngươi cần chỗ nào bản đồ đây, nói ra ta giúp ngươi tìm." không phải vậy nơi này nhiều như vậy bản đồ, ánh sáng, chỉ một mình ngươi vẫn đúng là rất khó tìm đến lý. Nói xong lại còn không quên bất động thanh sắc biểu diễn vóc người của chính mình. Cái này nữ y phục tuy rằng bại lộ gì thường, chế độ các bên trong còn có mấy cái trên người mặc đồng dạng kiểu dáng nữ tính, vừa nhìn liền biết là chế tạo trang phục. Những người này mỗi cái đấu khí tu vi thấp, chỉ có một tinh đấu giả tả hữu, nghĩ đến hẳn là cái này chế độ các sắp xếp chiêu đãi khách nhân hầu gái càng chuẩn xác tới nói là hướng dẫn mua mới đúng đối với những người này không nói tiêu minh hiện tại mới 8 tuổi chính là hắn tuổi đủ hắn cũng sẽ không có hứng thú vừa nãy cái này nữ hướng dẫn mua coi chính mình hấp dẫn đến ánh mắt của hắn cái kia kỳ thực chỉ là tiêu minh ở thăm dò nàng đối với mình có hay không nguy hiểm mà thôi dù sao hát giác vực có một câu nói phải cẩn thận có thể ở đây sinh hoạt nữ tính không phải trải qua này mấy ngày rèn luyện, tiêu minh thật còn phát hiện câu nói này phi thường có đạo lý. Vì lẽ đó, nhìn thấy nữ tiêu minh liền sẽ cảnh giác lên. Hiện tại, thấy nàng chỉ lo tao tư làm thủ, không có cái gì dị dạng cử động. Tiêu minh cũng là thoáng thả xuống cảnh giác, dùng ngụy trang qua thanh âm khàn khàn nói. Không sai, ta là tới mua đất ảnh, có hay không hát vực lớn bình nguyên bản đồ. Ha ha ha, đều nói ngươi đến đối với địa phương, mọi người đều biết, Hát vực lớn Bình Nguyên Mênh Mông vô bờ, còn thỉnh thoảng xuất hiện che kín bầu trời hắc phong bạo, phổ thông bản đồ ở bên trong tự nhiên là vô hiệu, chỉ có chế tác tinh tế nhất bản đồ mới có tác dụng, mà ở Hắc ấn thành chỉ có nhà chúng ta chế đồ các bản đồ tinh tế nhất, nhà khác cũng không bằng chúng ta, những kia ở hắc vực lớn trên vùng Bình Nguyên thương nhân có thể đều là mỗi người một phần chúng ta bản đồ đây. Cái này hướng dẫn mua xem trước mắt mình người áo đen này cái gì đều không làm, chỉ là khô cằn hỏi vấn đề cũng phát hiện trước mắt đối với nàng không hứng thú gì, trong lòng ám phiền một tiếng, mặt ngoài vẫn là cười hì hì giới thiệu. Tuy rằng người trước mắt không đối với nàng cảm thấy hứng thú, dẫn đến nàng không thể kiếm lời chút bổng lộc, nhưng cũng là dê béo không phải. Muốn biết chế độ các bản đồ có thể không rẻ. Hả, cho ta nắm một phần các ngươi tiệm bên trong tinh tế nhất bản đồ đến. Liên quan với nữ nhân này đối với mình nhà bán bản đồ khoe cùng với đối với những khác chủ tiệm làm thấp đi, Tiêu Minh nhưng là không cái gì biểu thị. Tiệm này bản đồ có thể sẽ rất tốt, nhưng nhà khác tiệm có thể không nhất định kém. Nàng nói như vậy phỏng chừng là nghĩ tăng giá mà thôi. Cái kia hướng dẫn mua nghe được Tiêu Minh yêu cầu sau, trên mặt nụ cười đựng mấy phần, bàn giao Tiêu Minh ở quầy hàng bên kia chờ nàng, sau đó liền rời đi. Một lúc sau, nàng liền một lần nữa đi vòng về về quầy hàng một bên, trong tay còn nâng một tấm màu trắng bản đồ. Cho đây chính là ngươi muốn hắc vực lớn bình nguyên tinh tế bản đồ. Từ trong tay nàng tiếp nhận bản đồ, tiêu minh đem ở trước mặt trên quầy chậm rãi mở ra, chỉ thấy trên bản đồ các loại đường dây đang xen, các loại màu sắc điểm nhỏ bị ký hiệu ở phía trên. Có nhiều chỗ còn có đặc biệt chữ nhỏ đánh dấu. Tiêu minh thỏa mãn gật đầu, bản đồ này xác thực phi thường tinh xảo, ta mua, bao nhiêu tiền. Này bức bản đồ, 4.000 kim tệ một bên nữ nhân cười híp mắt nói, bốn ngàn kim tệ, này có chút hư cao đi. dưới hát bào tiêu minh khóe miệng kéo kéo, một phần bản đồ bốn ngàn kim tệ, hắn nói hư cao đều tính khách khí, đây là đoạt tiền đi. có điều, tiêu minh nghĩ như thế, hắn đối diện hậu gái nhưng không nghĩ như thế, dù sao các nàng nhưng là công khai ít giá bán đồ vật. nghe nàng vừa nói như thế, tiêu minh quay đầu nhìn về phía gần nhất khung hàng nhìn thấy những kia bản đồ ít giá đều phi thường cao, không có một phần thấp hơn một ngàn kim tệ. Lần này tiêu minh không nói gì. Ta nói những cửa hàng này làm sao ở loại này hỗn loạn hoàn cảnh mở xuống, từng cái từng cái bán đồ vật theo đoạt tiền như thế lại kết xù, đương nhiên có thể mở xuống. Chế độ các giám như thế bán đồ vật, tin tưởng tiệm khác trải cũng theo nó gần như, đều là giá cao bán đồ vật, không phải vậy chế độ các đã sớm đóng cửa. Nói thật, tiêu minh cũng không phải là không có ở hát giác vực tiêu phí, lại như như vậy lục nham trấn địa phương, hắn đi ngang qua không ít. Người khác cũng là giá cao bán đồ vật, nhưng không cao hơn bao nhiêu. Như nơi này đen như thế địa phương, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Cái kia, ngươi còn muốn cái này bản đồ sao? Nếu như ngươi cảm thấy quý chúng ta còn có càng giản lược bản đồ cung ngươi lựa chọn, nhưng ở hắc vực lớn bình nguyên khả năng lên tác dụng có hạn. Liền muốn cái này hết cách rồi, người khác đều công khai yết giá, đấu khí đại lục lại không có giá hàng pháp. Muốn, lại không thể trắng trận cướp đoạt, tự nhiên chỉ có thể trả tiền. Cũng may tiêu minh cũng không tính quá nghèo, bốn ngàn kim tệ không đến nơi đến chốn. Trước đưa ra nghi vấn chỉ là bởi vì không muốn làm oan đại đầu mà thôi. Ai, quý liền liền quý giá điểm đi, bản đồ này giúp đỡ được chính mình là được. Nghĩ như thế, tiêu minh trong tay xuất hiện một cái màu đen túi đem lắc lắc túi phát sinh kim loại tiếng va chạm ngươi điểm điểm hướng dẫn mua tiếp nhận tiêu minh cái túi trong tay ngay ở trước mặt tiêu minh đếm lên rất nhanh liền liền ngẩng đầu lên vẻ mặt tươi cười nói vừa vặn bốn ngàn kim tệ thấy nàng điểm xong tiêu minh đem bản đồ thu vào nạp giới đứng dậy liền đi nào có biết tên này hướng dẫn mua nhưng hô đại ca đừng đi a à, chúng ta chế độ các trừ hát giác vượt bản đồ còn có cái khác một ít quý giá bản đồ nói thí dụ như cường giả đồng phủ bản đồ quý trọng dược liệu bản đồ bí cảnh bản đồ thậm chí còn có dị hỏa bản đồ không biết ngươi có hứng thú hay không ngươi nói dị hỏa bản đồ tiêu minh dừng lại bước tiến kinh ngạc quay đầu lại trực tiếp quên cái khác bản đồ mở miệng hỏi dị hỏa bản đồ à đúng chính là dị hỏa bản đồ ngươi biết cái gì là dị hỏa sao ngạch dị hỏa chính là, chính là dị hỏa mà. Thật giống như bị Tiêu Minh vấn đề này hỏi bối rối, hướng dẫn mua có chút ấp úng đáp lại, một bộ lên lớp ngủ bị lão sư nắm lên đến trả lời vấn đề gián dấp. Cái gì mà liền dị hỏa là cái gì cũng không biết, còn nói cái gì dị hỏa bản đồ. Ở đây bên trong đậu ta chơi đây. Nguyên tưởng rằng có niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới liền này. Tiêu Minh lắc đầu một cái, xoay người cất bước muốn rời khỏi hướng dẫn mua cảm giác có chút quan ức, nàng gọi lại tiêu minh mục đích, kỳ thực chính là nghĩ chào hàng một hồi chế đồ các các loại tàn quyển bản đồ. Ở đấu khí đại lục loại này tàn đồ nhiều vô cùng, bởi vì dựa vào kiếm lời nhặt được một tấm thật sự bản đồ, theo bản đồ thu được đến cường giả để lại bảo vật, hay hoặc là là được thiên tài gì địa bảo, nhất phi trùng thiên ví dụ ở đấu khí đại lục chỗ nào cũng có. Chính là bởi vì có nhiều như vậy thành công ví dụ. Vì lẽ đó cho dù loại này bản đồ hàng giả nhiều vô cùng, vẫn có không ít người tình nguyện tốn nhiều tiền mua tàn đồ, để nhìn chính mình có một ngày cũng có thể có được cường giả truyền thừa. Ngoài ra, quý trọng dược liệu bản đồ cùng với khoáng thạch bản đồ cũng có không ít, bởi vì một số đắt giá dược liệu cùng khoáng thạch động vị trí hoàn cảnh phức tạp, mà thú đông đảo, nguy hiểm tầng tầng, vì lẽ đó nơi đó bản đồ đa số phi thường đắt giá mà nóng tiêu. Chế độ các làm bán bản đồ tự nhiên cũng có loại này bản đồ, đương nhiên chế độ các bán không nhất định là thật sự, tuy rằng các nàng quả thật bán. nàng gọi lại tiêu minh nguyên nhân cũng là chỉ là nghĩ bán cho hắn những này bản đồ, ai biết bị vấn đề của hắn cho hỏi ở. dị hỏa là cái gì nàng thật sự không rõ lắm, thế nhưng dị hỏa bản đồ chế độ các thật sự có được rồi. cảm giác một đống lớn kim tệ chính trời đi chính mình nàng, vội vàng lại gọi lại tiêu minh. cảm tạ xin đừng xóa sách tốt à hai nghìn điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ viết tem vé tháng. Tấu chương xong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 36 U Minh Đọc Hỏa Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ai, trước tiên đừng đi, tuy rằng ta không biết dị hỏa là món đồ gì, nhưng chúng ta chế đồ các thật sự có liên quan với dị hỏa bản đồ A, à, ta từng nghe các chủ quản sự bọn họ nói về tấm bản đồ kia. Nếu như ngươi muốn nhìn một chút, ta có thể giúp ngươi xin một hồi từ tàn đồ kho lấy ra thấy nàng nói có mũi có mắt không giống ở lừa gạt mình tiêu minh chần chờ nói thật này dị hỏa bản đồ là thật sự độ khả thi quá thấp dù sao nếu như là thật sợ không phải sớm đã bị đưa đến bác phiến môn mỗi năm một lần buổi đấu giá lên bán đấu giá mà không phải lưu ở chế độ các trong kho hàng hít bụi hát giác vượt luyện dược sư cũng không ít lấy luyện dược sư đối với dị hỏa si mê trình độ này một cái xác thực bản đồ tuyệt đối không lo bán nhưng là tình huống bây giờ là cái gì một cái nữ hướng dẫn mua lại lại hướng mình chào hàng bản đồ này nhìn nàng chào hàng thông thạo trình độ trước đây nghĩ đến cũng làm không ít qua chuyện như vậy nhưng bản đồ này vẫn còn ở nơi này vậy thì rất có thể nói rõ vấn đề bản đồ này hoặc là là bọn họ vẽ rất nhiều phần hoặc là chính là thiếu sót nghiêm trọng hay hoặc là thẳng thắn là giả vì lẽ đó Tiêu Minh có chút không hứng lắm, có điều nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn cũng không có cái gì. Vì lẽ đó Tiêu Minh liền đồng ý dưới nữ hướng dẫn mua thỉnh cầu. Thấy Tiêu Minh có ý định nguyện lưu lại nhìn một chút, nữ hướng dẫn mua trở nên hưng phấn. Bàn giao một tiếng, liền vội vàng rời đi. Tiêu Minh một lần nữa trở lại quay hàng bên cạnh, tìm cái cái ghế ngồi xuống. Đợi có một khắc, ngay ở Tiêu Minh có chút thiếu kiên nhẫn nghĩ muốn không nên rời đi thời điểm, cô gái kia vội vội vàng vàng từ phía sau đài chạy đến tiêu minh trước mặt. Phía sau nàng còn theo một cái cười hiếp mắt hòa ái lão đầu. Thật không tiện a, à, vị đại ca này, nhường ngươi đợi lâu. Không có chuyện gì, vị này chính là. Xem tiêu minh không có tính toán cái gì, mà là đối với mình phía sau quản sự đặt câu hỏi, nữ tử vừa định muốn giới thiệu, liền nghe đến quản sự nói chuyện. Ha ha, chắc hẳn chính là vị tiên sinh này muốn mua ta các dị hỏa đồ giấy đi ta là chế đồ các quản sự ngươi có thể gọi ta bạch quản sự dị hỏa bản đồ sự tình về ta quản thấy thế bị cắt đứt lời nói hướng dẫn mua không thể không ngậm miệng lui sang một bên đem không gian để cho hai người tiêu minh đánh giá một hồi cái này tự xưng bạch quản sự lão đầu linh hồn lực nhận biết được hắn thực lực không có mình cao cũng không có bao nhiêu lưu ý ngược lại hắn chỉ là muốn nhìn bản đồ mà thôi nhiều bạch quản sự kỳ thực cũng không có cái gì, liền gật đầu nói. Đúng, ta muốn nhìn dị hỏa bản đồ đây. Nghe được tiêu minh vấn đề, bạch quản sự không có lập tức đem bản đồ lấy ra, mà không nhanh không chậm cười hiếp mắt nói. Không vội, dị hỏa bản đồ nhưng là chúng ta các trấn các chi bảo, này giá tiền nhưng là không ít, không biết các hạ thực lực. Ha ha, bạch quản sự ý tứ rất rõ ràng, bản đồ này rất đắt, không tiền cũng đừng nhìn. Trấn các chi bảo làm ta ba tuổi đứa nhỏ đây. Nhà ai trấn các chi bảo không phải cung lên, mà là bị hướng dẫn mua mỗi ngày chào hàng. Dưới hát bào tiêu minh mặt không hề cảm xúc, ngữ khí không kiên nhẫn mở miệng. Nếu như bản đồ là thật sự, ta nghĩ tới nên có thể tập hợp một điểm tiền đi ra, huống hồ ngươi bản đồ còn chưa chắc chắn là thật sự, không đúng vậy sẽ không còn giữ. Nói xong lời này tiêu minh đồng thời, thoáng biểu diễn một hồi khí thế của chính mình, bình thường đại đấu sư cũng đều là có chút dòng giỏi. Cảm nhận được tiêu minh đại đấu sư khí thế, bạch quản sự nghe được tiêu minh nói như thế không khách khí, cũng không hề tức giận, vẫn là một bộ cười hiếp mắt dáng vẻ, dù sao hắc giác vực người hỏa khí đều rất lớn, điểm ấy trình độ mưa bụi rồi. Hơn nữa thành thật mà nói, cái này hắc bào đại đấu sư nói cũng không sai, cái kia bản đồ là có chút vấn đề. Ha ha, vừa nãy ngôn ngữ có chút mạo phạm, mong rằng bao dung, đây là dị hỏa tàn đồ, mời ngươi xem qua. Bạch quản sự trong tay bạch quan lóe lên, một cái màu xanh lục bản đồ xuất hiện ở trong tay hắn, ngược lại đưa cho tiêu minh. Đây chính là dị hỏa tàn đồ. Tiêu minh nhìn trước mắt cái này chỉ có hai cái to bằng bàn tay bản vẽ có chút há hốc mồm. Bản đồ gốc viện có rõ ràng hư hao dấu vết, chuyện này cũng coi như thôi, dù sao cũng là tàn đồ sao, nhưng những này trên bản đồ đường dây đều có chút không rõ ràng. Các loại chi tiết nhỏ đánh dấu cũng không phải rất rõ ràng, trọng yếu nhất là này hai to bằng bàn tay bản vẽ, ghi chép tin tức quá ít, hiện có bản vẽ rõ ràng chỉ là bản đồ một phần nhỏ, tuy rằng trên bản đồ có cái họa diễm ký hiệu chứng minh đây là bản đồ hạt nhân bộ phận, nhưng này không có tác dụng gì. Bởi vì ngươi cũng không tìm tới xác thực vị trí, biết hạt nhân bản đồ có ích lợi gì, bản đồ này có theo không có khác nhau ở chỗ nào. Liền đồ chơi này, vừa nãy ngươi theo ta trang cái gì đây? tiêu minh không nhịn được lườm một cái mở miệng nói bạch quản sự ta muốn biết bản đồ này các ngươi từ đâu được ngươi biết đây là nơi nào bản đồ sao còn có đây là cái gì dị hỏa bản đồ bạch quản sự cũng biết này dị hỏa bản đồ xác thực không trọn vẹn có chút quá mức có chút lúng túng mở miệng bản đồ này kỳ thực là chúng ta các chủ ở một cái đồng phủ bên trong ngẫu nhiên được lúc đó cũng đã bị hư hao không ra hình thù gì căn cứ đồng phủ ghi chép nơi này hẳn là cái u minh đầm lầy địa phương, cho tới này u minh đầm lầy ở nơi nào ta liền không biết, đúng rồi, này dị hỏa là thật giống gọi u minh độc hỏa. U minh độc hỏa. Không trách bản đồ này bán không được, tiêu minh thầm nói. Không nói bản đồ này không trọn vẹn đi, chính là nói này hỏa cũng có vấn đề, u minh độc hỏa là ghi tên bản dị hỏa bên trong dị hỏa, xếp hàng thứ 20. Có người nói là tồn tại ở thượng cổ U Minh độc trạch bên trong hỏa diễm trải qua độc trạch bên trong che trời khí độc ngàn vạn năm tiêm nhiễm, hỏa diễm cháy đã ăn vô tận khí độc khí, trăm năm thành linh, ngàn năm thành hình, đại thành thời gian, sắc nghiêng xanh, như quỷ hỏa như thế ở độc trạch chướng khí bên trong ngang qua. Bởi ngọn lửa này bản thân là khí độc nuôi nấng thành linh, có chứa kịch độc, chỉ cần nhiễm chốc lát tinh hỏa, thì sẽ thân trúng kịch độc, chớ nói chi là thôn phệ dung hợp. Cũng chính bởi vì vậy, trừ phi ông cụ nhàn mệnh dài không muốn sống, bằng không không có ai đi sẽ tìm tìm loại này dị hỏa, cũng bởi vậy không có bao nhiêu người biết sự tồn tại của nó. Tiêu Minh thậm chí dám nói, ở toàn bộ đấu khí đại lục những chủng loại khác dị hỏa có thể sẽ có người nắm giữ, thế nhưng này độc hỏa tuyệt đối không thể có người nắm giữ, bởi vì này dị hỏa không có cái nào người bình thường kháng được, chuyên môn tu luyện độc đấu khí độc sư đều không bắt được vật này. Tiêu Minh thậm chí cảm thấy nguyên tác luyện phần quyết tiêu viêm cùng hàng phong đều sẽ không đánh này dị hỏa chú ý, bởi vì này hỏa thực sự là quá hố, căn bản không thích hợp luyện dược sư. ai nắm này hỏa luyện dược a, à? luyện ra sợ không phải độc dược. thật giống hiểu lầm tiêu minh trầm mặc nguyên nhân, bạch quản sự vội vàng nói. này dị hỏa bản đồ tuyệt đối hàng thật đúng giá, không dối trên lừa dưới, còn trải qua bác phiến môn bán đấu giá nghiệm chứng đây. vậy tại sao không có bán đấu giá ra? tiêu minh hỏi ngược lại. này không phải u minh độc hỏa không có thị trường à? Bạch quản sự trầm mặt, chưa hề đem câu nói này nói ra. Nói thật nếu như có thể, hắn đều không muốn đem bản đồ này ghi chép là loại kia dị hỏa nói ra. Dù sau này hỏa thật không có người bình thường sẽ đi tìm, thế nhưng không nói ra điểm này tin tức, lấy bản đồ không trọn vẹn trình độ lại không thể có người mua, cho tới chỉ nói cái địa điểm, không nói gì hỏa tên gọi, lừa gạt người khác mua vậy thì càng không thể. Người khác lại không phải người ngu, người nói cái u minh đầm lầy, người khác đối với dị hỏa có chút nhận thức liền biết này không phải cái gì đoạn hoàng hỏa. Ngay ở Bạch quản sự cho rằng lần giao dịch này liền muốn thất bại thời điểm, Tiêu Minh lên tiếng. Bản đồ này ta mua, ngươi ra giá đi. Ngươi muốn mua. Bạch quản sự mừng rỡ, không nghĩ tới biết đây là cái gì dị hỏa sau khi lại còn có người sẽ muốn mua, đây là ghét bỏ nhiều tiền à. Ừm, giá bao nhiêu tiền? Tiêu Minh đương nhiên không phải ghét bỏ tiền mình nhiều, từ chất liệu lên xem này bản vẽ quả thật có nhất định năm tháng từ hướng này tới nói bản đồ này hẳn là thật sự nếu như là thật vậy nó đối với tiêu minh liền có nhất định giá trị tuy rằng bản đồ này phi thường tàn phi thường khó có thể tìm tới chân thật điểm thế nhưng tiêu minh không phải có mấy mô phỏng nhân sinh mà mùa sau đó khẳng định hắn sẽ chú ý nói không chắc lần nào mô phỏng nhân sinh bên trong chính mình liền tìm đến dầu gì cũng có thể nhiều dị hỏa từ điều cho tới U Minh độc hỏa phi thường hố vấn đề đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề nhỏ. Hắn lại sẽ không tự mình thôn phệ ngọn lửa này, linh đến thôn phệ là được. Linh thôn phệ đồ vật, đối với hắn căn bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng, lại như lục nham huyền thủy có chứa tính ăn mòn, nhưng linh thôn phệ sau đó Tiêu Minh đấu khí vẫn là trước kia hỏa diễm đấu khí, không có một chút nào thay đổi. Đương nhiên, Tiêu Minh nếu như muốn có loại này ăn mòn đặc tính cũng được, chỉ cần khống chế linh cho hắn cùng chung là được nói trắng ra, linh thôn phệ sau đó tự thân có chứa đặc tính, đối với tiêu minh mà nói chính là cái có thể tháo lắp bút, hơn nữa đối với linh mà nói, cái này bút cũng là có thể tháo lắp tương đương tự do. Cảm tạ thư hữu 20171108014246811, màu đỏ là tốt nhất, thư hữu 1349668378849746944 điểm vé tháng, cảm tạ mọi người phiếu đề cử. Tấu chương xong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37 Bí cảnh mở ra Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Cho một cái giá đi, vẫn là nói, người không nghĩ bán. Bán 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 Đương nhiên bán Bạch quản sự nghe được tiêu minh nói như vậy, vội vã tươi cười đáp lại. Này dị hỏa tàn đồ giá tiền cũng không cao, chỉ cần chỉ là 10 vạn kim tệ mà thôi. Chỉ là 10 vạn kim tệ. Đây là làm thổ phỉ, đoạt tiền cướp quen thuộc đi. Tiêu Minh vừa nghe nội tâm không nói gì nghĩ đến, nhìn, này giá tiền là nghĩ bán gián vẽ à? Cái trước hắc vực lớn bình nguyên bản đồ công khai ít giá cũng coi như, người này mới từ trong nạp giới lấy ra không thể cũng là công khai ít giá đi. Này tàn đồ cho dù là thật sự, cũng không đáng cái giá này, hắn hiện tại cũng không muốn làm oan đại đâu. Cùng hắc vực lớn bình nguyên bản đồ như thế, bốn ngàn kim tệ tiên sinh ngươi này giá tiền có chút thấp đi bạch quản sự thấy tiêu minh trả giá như thế tàn nhẫn bày ra ra vẻ khó khăn hừ ngươi bản đồ này không trọn vẹn trình độ chính mình cũng biết này tàn đồ có thể không đáng 10 vạn kim tệ ta cũng không có nhiều kim tệ như vậy tiêu minh nói như thế hắn đương nhiên là có tiền nhưng hắn sẽ không đần độn đem mình của cải cho bàn giao đi ra chỉ thấy hắn tiếp tục nói huống chi các ngươi cũng biết U Minh độc hỏa là tác dụng gì đi, nếu không là này bản vẽ là thật sự, bên trong còn ghi chép một loại quý giá độc thảo vị trí, nó liền một ngàn kim tệ đều không đáng. Không đáng ngươi còn mua. Bạch quản sự nội tâm thầm nói, nhưng cũng chưa hề đem câu nói này nói ra. Dù sao hiếm thấy có cái oan đại đầu muốn mua cái này bản đồ, đem người khí chạy có thể không tốt. Vì lẽ đó, bạch quản sự chỉ là cười khổ nói, Người này ép giá cả thực sự là quá thấp, ta có thể không làm chủ được hàng nhiều như vậy, nếu không, 9 vạn kim tệ. Nhiều lắm một vạn. 8 vạn 8. một vạn một. Trải qua một phen cò kè mặt cả, tiêu minh cuối cùng hay là dùng không kim tệ mua đi phần bản đồ này. Giao dịch hoàn thành sau, song phương đều đối với lần giao dịch này phi thường hài lòng. Lấy ra tử kim thể giao xong sổ sách sau, Tiêu Minh liền vội vội vàng vàng rời đi vẽ bản đồ cát. Đứng trong đại sảnh, Bạch quản sự hơi hiếp mắt nhìn biến mất ở trong tầm mắt Tiêu Minh, trên mặt nụ cười hòa ái chậm rãi biến mất, thay vào đó là một bộ cực kỳ lạnh lùng vẻ mặt. Bạch quản sự, cái kia tàn đồ chỉ bán 24,000 kim tệ, các chủ sau khi biết, sẽ không trách cứ ngươi sao. Nữ hướng dẫn mua cẩn thận từng ly từng tí một âm thanh trong đại sảnh vang lên, Bạch quản sự quay đầu lại phủi một chút nàng, nhàn nhạt mở miệng nói. Không sao, tuy rằng bán cho này hát bào đại đấu sư là tại chỗ ảnh, thế nhưng chúng ta vẽ bản đồ các nhất dẫn cùng vì là ngạo kỹ thuật chính là vẽ bản đồ, cái kia tàn đồ chúng ta sớm đã có dành trước. Ha ha, cái kia dị hỏa tàn đồ thả lâu như vậy đều không bán đi, trên thực tế, bán một ngàn kim tệ chúng ta đều là kiếm lời, các chủ sẽ không trách cứ. Nói đến phần sau, bạch quản sự nội tâm nhưng là nổi lên nghi hoặc nói đi nói lại bản đồ này có thể bán ra đi thật là có điểm kỳ quái lẽ nào cái này người ở trên bản đồ biết được chúng ta vẽ bản đồ các không nhìn ra bí mật hay sao nghĩ như thế bạch quản sự lại quả đoán lắc đầu phủ định chính mình ý nghĩ này không tuyệt đối không thể tấm bản đồ kia sớm đã bị bọn họ vẽ bản đồ các lăng qua lộn lại xem toàn bộ xác thực chỉ là cái phổ thông bản đồ mà thôi nhiều lắm niên đại xa xưa một điểm căn bản không có một điểm chỗ khác thường có lẽ hắn mua cái này bản đồ thật sự chỉ là có mục đích khác đi. Vậy chúng ta có muốn hay không tìm người theo dõi hắn, cái này đại đấu sư dòng giỏi có vẻ như không ít. Không cần, cái này người có lẽ so với bình thường đại đấu sư càng giàu có, nhưng cũng không giàu có đi nơi nào, không thấy vừa mới cái kia người tử kim thẻ lên chỉ còn dư lại hơn hai vạn kim tệ sao. Tuy rằng vẫn tính khả quan, nhưng các chủ hiện tại không ở, một cái đại đấu sư nháo lên cũng thật phiền toái thực lực thấp người cũng theo không được hắn. Có điều, nếu như hắn lần sau còn đến, các chủ cũng ở đây đúng là có thể suy nghĩ một chút. Rõ ràng. Nữ hướng dẫn mua gật đầu liên tục. Đúng rồi, lần này ngươi làm rất tốt, cuối tháng tiền tháng trướng một thành. Liếc mắt nhìn quần áo bại lộ nữ hướng dẫn mua, bạch quản sự đột nhiên nói. Nữ hướng dẫn mua nghe ngóng đại hỷ, nàng vừa nãy gọi lại tiêu minh không phải là vì cái này sao, luôn mồm nói tạ cảm ơn quản sự cảm tạ quản sự đợi đến bạch quản sự sau khi biến mất mới đình chỉ nhẹ hoãn một cái khí sau khi nàng liền tiếp tục chờ ở đại sảnh chờ đợi khách nhân rời đi vẽ bản đồ các sau tiêu minh đầu tiên là đem dị hỏa tàn độ để tốt sau khi ở hắc ấn thành đi dạo một canh giờ trong lúc tiêu tốn một ít kim tệ mua một ít muốn tình báo biết được một ít lần này đi tới hắc ấn thành tham gia buổi đấu giá cường giả tin tức cuối cùng xác định chính mình không có bị người nhìn chằm chằm tình huống hắn tùy tiện tìm nhà khách sạn ở lại ngày thứ hai sáng sớm hắc ấn thành cách đó không xa trong suốt nước sương treo ở xanh lục lá sao sương mù màu trắng ở cây lượn lờ một vệt bóng đen bỗng nhiên chớp lóe lên một chỗ rậm rạp rừng cây bên trong ánh mắt xuyên thấu qua cành cây khe hở nhìn phía xa xa nơi đó khu rừng rậm rạp từ từ trở nên thưa thớt đến cuối cùng cùng với đen kịt một màu bình nguyên giáp giới cái kia vừa nhìn bình nguyên vô tận phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đơn điệu màu đen ấn bên trong cái kia hơi hơi tối tăm bầu trời một nguồn áp lực đồng thời khiến lòng người tình buồn bực bầu không khí lượn lờ ở phía trên vùng bình nguyên trên vùng bình nguyên còn có thể nhìn thấy mấy cái thưa thớt trống vắng khoảng cách xa người đi đường trong rừng rậm tiêu minh nhìn cái kia mênh mông vô bờ màu đen liền rõ ràng chính mình sắp tiến vào hát vực lớn bình nguyên từ trong nạp giới móc ra bản đồ so sánh một hồi, nhìn trên bản đồ một cái màu đen điểm nhỏ, đứng ở cây tiêu minh nhẹ giọng nói. Hướng về tây đi 30 dặm, mới có thể đến cái kia bí cảnh mở ra địa điểm, hy vọng trong lúc không muốn gặp gỡ hát phong bạo đi. Hát vực lớn bình nguyên bên trong kinh khủng nhất trừ đến hàng ngàn mã tạc đoàn bên ngoài, liền lấy hát phong bạo nguy hiểm nhất, kinh nghiệm không mạnh người, sẽ ở trong đó lạc lối phương hướng. Đã từng có một cái xui xẻo gia hỏa, ở hát phong bạo bên trong chạy đi, kết quả vòng quanh lớn bình nguyên xoay chuyển hơn một nửa cái vòng tươi sống cho mệt chết đi tiêu minh cũng không phải lo lắng cho mình sẽ bị mệt chết hắn chỉ là sợ bỏ qua mở ra bí cảnh cầu khẩn chính mình số may điểm sau tiêu minh đem bản đồ thu cẩn thận chân đấu khí chảy xuôi vận chuyển đấu kỹ cả người giống như quỷ mị xuất hiện ở mấy mét ở ngoài cái kia tình cảnh liền như là đang tiến hành phạm vi nhỏ na di như thế khá là kỳ dị rất nhanh tiêu minh liền biến mất ở tại chỗ. Đen kịch lớn phía trên vùng bình nguyên, một bóng người mang theo một tia nhàn nhạt vàng bụi, chợt chạy băng băng mà qua, quan tốc độ kia dĩ nhiên so với ngựa còn nhanh hơn, cuối cùng biến mất ở cuối tầm mắt. Người này chính là tiêu minh, khoảng cách hắn rời đi hắc ấn thành đã qua hai canh giờ. Trong lúc hắn vận khí cũng là rất tốt không có gặp phải hắc phong bạo. Vì lẽ đó, hắn kỳ thực đã sớm đi xong cái kia 30 dặm lộ trình, giờ khác này chỉ là đang tìm kiếm xác thực địa điểm mà thôi đáng tiếc là cái thế giới này không có gps loại này định vị hệ thống vì lẽ đó cho dù là tiêu minh biết xác thực địa điểm nhưng muốn ở hầu như là rập theo một khuôn khổ trên vùng bình nguyên tìm tới bí cảnh mở ra địa điểm vẫn có chút khó khăn này không tìm lâu như vậy tiêu minh còn không có tìm được theo thời gian trôi qua tiêu minh bước chân bắt đầu chậm lại cuối cùng cho đến dừng lại tính không tìm các loại bí cảnh hiển hiện ra, sẽ có cực động tĩnh lớn, đến thời điểm trực tiếp chạy tới, gặp phải người cũng sẽ không như vậy dễ thấy. Thở phào nhẹ nhõm, bằng phẳng chính mình bởi vì kịch liệt vận động mà có khí tức trung động, tiêu minh từ trong nạp giới lấy ra một viên hồi khí đang nhét vào trong miệng. Liền như vậy, hắn ở tại chỗ lại đợi một khắc. Âm âm âm. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần tiêu minh đột nhiên nghe nói nổ vang, mở hai con mắt, theo phương hướng của thanh âm nhìn tới, một đạo rộng mấy chục mét cột sáng ở cách đó không xa, phóng lên trời thẳng tới mây xanh. Hào quang màu trắng, đem tiêu minh giấu ở hắc bào bên dưới khuôn mặt soi sáng có thể thấy rõ ràng. Tiêu minh nhìn thấy này cổ uy thế, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Này bí cảnh quả nhiên không tầm thường, có điều, động tĩnh này cũng lớn quá rồi đó. Lời còn chưa dứt, tiêu minh trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm, nửa quỳ trên mặt đất, đem cắm trên mặt đất, hai tay nắm chặt ở chui kiếm cố định chính mình. Không lâu, một luồng cùng phong gào thét chen lẫn sóng năng lượng, bỗng nhiên tự bầu trời bao phủ mà xuống, nhất thời, tiêu minh thân thể bị gió lớn ào ạt đến có chút bay ra chuyển động. Đem thân thể thấp thấp điểm, bảo đảm tự thân tính ổn định, nghe được gió mạnh thổi vào người hát bào vang lên phần phật tiếng, tiêu minh sắc mặt cũng là hơi hơi biến hóa. Không nghĩ tới này bí cảnh còn chưa chính thức mở ra, chập chờn liền mạnh đến trình độ như vậy, may là chính mình đã sớm chuẩn bị không phải vậy dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng có thể sẽ bị thổi bay vài bên trong a à, cứu ta như là vì nghiệm chứng tiêu minh ý nghĩ như thế một bóng người chen lẫn tiếng kêu thảm thiết từ xa đến gần từ tiêu minh nghiêng phía trên gào thét mà qua rất nhanh biến mất không gặp điều này làm cho đến tiêu minh sắc mặt trở nên quái lạ lên cái tên này cũng quá xui xẻo rồi đi này cổ gió mạnh cũng không có kéo dài rất lâu liền chậm rãi dừng lại. Đứng dậy đem kiếm thu vào nạp giới, thu dọn tốt bị gió mạnh thổi loạn y phục, đem hát bào một lần nữa khoát tốt, che khuất mặt mũi chính mình, tiêu minh liền hướng về cột sáng bắn nhanh mà đi. Cảm tạ 2019057211933762 vé tháng, cảm ơn mọi người phiếu đề cử. Tấu chương xong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 38 Cường giả tập hợp. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngay ở tiêu minh đi tới bí cảnh lối vào thời điểm, ngoài 30 dặm hắc ấn thành rối loạn không ngừng. Cũng đúng như tiêu minh dự liệu, này đột nhiên phóng lên trời cột sáng, cùng với vừa nảy sóng năng lượng, hầu như là ngay đầu tiên chính là gây nên hắc ấn thành bên trong hết thảy cường giả chú ý. Cảm thụ cái kia chập chờn bên trong ẩn chứa tinh khiết năng lượng, không ít người đều là một mặt kinh ngạc, chợt cấp tốc chớp lóe ra khỏi phòng, ngăn ngắn không tới một phút, hắc ấn thành hết thảy cao lậu các các cùng với cái khác cao vót chỗ, chính là đứng đầy người ảnh. Vừa nãy sóng năng lượng từ nơi nào truyền đến. Hình như là hắc ấn thành phía Tây. Mau nhìn, đó là cái gì? Hắc ấn thành phía Tây làm sao đột nhiên xuất hiện một cột sáng. Vừa nãy kịch liệt sóng năng lượng, chẳng lẽ là có bảo vật gì xuất thế không được? Có thể hay không là cái gì bí cảnh mở ra, ta từng ở một quyển sách lên từng thấy, cấp cao cường giả động phủ khi xuất hiện trên đời, sẽ có kinh người động tỉnh, nghĩ đến theo này cổ động tỉnh không kém nhiều. Theo càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện, xì xào bàn tán người cũng là càng ngày càng nhiều, một ít nguyên bản không rõ vì sao người nghe được những câu nói này, nhìn phía cái kia cột sáng ánh mắt bên trong, cũng là từ từ nhiều một vệt tham lam. Xác thực, bất luận này cột sáng là cái gì, có thể gây nên loại này động tĩnh đồ vật, tuyệt vật không tầm thường, tuyệt không thể bỏ qua. Nhanh đi bẩm báo tông chủ. Ngươi, đi theo huyết thiên trưởng lão nói một tiếng, chúng ta trước tiên đi thăm dò, nhưng hắn nhanh chóng triệu tập nhân thủ trợ giúp chúng ta. Ha ha ha, lần này buổi đấu giá ba huynh để chúng ta quả nhiên không có đến nhầm, không nghĩ tới lại gặp phải bảo vật xuất thế, lần này tuy rằng có đông đảo cường giả tụ tập ở Hắc Ấn Thành, thế nhưng ba huynh để chúng ta đều là đấu vương, cũng không phải sợ bọn họ, lão nhị, lão tam, chúng ta đi môn chủ đại nhân chúng ta có hay không muốn triệu tập nhân thủ nhìn cái kia chọc thủng mây xanh sông lên phía chân trời cột sáng những này quanh năm mệt trăng ở hắc giác vực chém dết các cường giả chung quy vẫn là kiềm chế không được vận chuyển đấu khí hướng về cột sáng phương hướng bắn nhanh mà đi trong đó thậm chí có thể nhìn thấy mấy cái đấu khí hóa thành hai cánh người lấy người thường khó nhìn theo bóng lưng tốc độ từ bầu trời chạy như bay mà qua rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người Hiển nhiên, những kia đều là lần này đi tới hắc ấn thành tham gia buổi đấu giá đấu vương trở lên cường giả một ít nguyên bản hướng về cột sáng bắn tới bóng người nhìn thấy những kia ở bầu trời bay lượn mà qua cường giả sau khi không khỏi dừng bước nhưng vẫn có đối với thực lực của chính mình cụ có tự tin người không có bị làm kinh sợ trái lại tăng nhanh tốc độ của chính mình ở cột sáng trong phạm vi mấy chục dặm hắc ấn thành phát sinh sự tình không ngừng lặp lại số lượng đông đảo cường giả ở cực tốc tới gần bí cảnh. Đương nhiên, những thứ này đều là tiêu minh không thể nào biết được. Hắn giờ phút này đã tới bí cảnh lối vào cột sáng vị trí. Cột sáng vị trí chi địa, cùng hắc vực lớn bình nguyên che kín màu đen thổ những bình thường địa phương không giống nhau. Cột sáng xung quanh mấy trăm mét toàn do màu trắng ngọc thạch lát thành mà thành, những ngọc thạch này trên có khắc vẽ có kỳ dị hoa văn, hoa văn hiện ra bạch quan, trong lúc mơ hồ cùng chính giữa cột sáng hô ứng cái này do ngọc thạch lát thành quảng trường, so với xung quanh kurotuchi Tu thấp hơn như vậy mấy chục cm. Nghĩ đến những ngọc thạch này trước đây vẫn bị chôn dưới đất, vừa nảy sóng năng lượng đem mặt ngoài Kuro Tu thổi đi sau, ngọc thạch này quảng trường mới lại thấy ánh mặt trời. Thật vất vả đến mục đích của chính mình, tiêu minh cũng không có manh động, bởi vì hắn biết này bí cảnh vẫn chưa hoàn toàn mở ra, phải chờ tới ngọc thạch biến mất ánh sáng sau đó, mọi người mới có thể đi vào, không phải vậy, tùy tiện tiến vào ngọc thạch quảng trường, thực lực không đủ người sẽ bị năng lượng tại chỗ chấn động thành sương máu. Hơn nữa, hắn cũng không phải cái thứ nhất đến, ở trước hắn sớm có người đến ngọc thạch chung quanh quảng trường. Mà giờ khắc này so với tiêu minh tới sớm hơn người chính đang ngọc thạch quảng trường bên cạnh mù mân mê cái gì, vẻ rất là háo hức. Có điều, tiêu minh đến đến khiến cho bọn họ đình chỉ động tác trong tay của chính mình. Lão đại, có người đến. Những người kia bên trong, một cái xấu xí nam tử gầy yếu nhìn tiêu minh cẩn thận từng ly từng tí một đối với bọn họ trung gian tráng hán nói phí lời ta thấy người cho rằng ta không có mắt a à. không phải lão đại ta là muốn nói này cột sáng can hệ trọng đại chúng ta có muốn hay không nói người gầy so với cái cắt ít hầu thủ thế hiển nhiên hắn muốn giết tiêu minh chính mình những người này độc chiếm ngọc thạch quảng trường nghe được người gầy kiến nghị tráng hán nhìn lướt qua bên người phía bên mình tổng cộng 9 người, mình là một đại đấu sư, tiểu đệ ba cái đấu sư, năm cái đấu giả, đối diện chỉ có một người, thực lực không biết, này xem ra có vẻ như có chút làm đầu. Nhưng trải qua một phen suy tư qua đi, hắn nhưng lắc đầu nói. Này cột sáng sông thẳng mây xanh, đồng tĩnh lớn đến kinh người, sau đó khẳng định còn có thể hấp dẫn càng nhiều người, trong đó nói không chắc còn có đại đấu sư trở lên cường giả, lấy thực lực của chúng ta chiếm lấy không được, vẫn là đừng ngoài ngạch sinh cành tốt. Người gầy nghe được tráng hán nói, cũng biết vừa nãy ý nghĩ của chính mình có chút ý nghĩ kỳ lạ, liền phẫn nộ sờ sờ mũi, không ở mở miệng. Bọn họ thảo luận thanh âm không lớn, tiêu minh cũng không phải nghe rất rõ ràng, có thể người gầy cắt ít hầu động tác cũng không có che giấu, hiển nhiên không có ý tốt. Ngay ở tiêu minh cao mày cho rằng lại gặp phải phiền toái, chờ bọn họ đồng thủ thời điểm, nhưng thấy bọn họ lại không còn động tĩnh, không khỏi có chút thầm nói. Cuối cùng, Tiêu Minh lôi kéo điểm khoảng cách, song phương vẫn bình an vô sự. Mặt sau mấy phút bên trong thời gian bên trong, quả nhiên dường như tráng hán nói như vậy, lục tục có người đến ngọc thạch chung quanh quảng trường. Nhân số càng ngày càng nhiều, chung quy không phải mỗi người đều có kiên trì chờ đợi. Rốt cục có người kiềm chế không được, muốn đi vào ngọc thạch quảng trường, tới gần cột sáng đối với hắn tìm tòi hư thực. Tiêu Minh nhìn cái kia người tìm đường chết động tác bất động thanh sắc lắc đầu, không thấy mọi người đều không nhúc nhích sao? Ngươi gấp cái gì? Oanh! Cùng tiêu minh dự đoán như thế, cái kia người mới vừa vào ngọc thạch quảng trường, một tia sáng trắng liền bao phủ thân. Bị bao phủ sau khi, tên này đại đấu sư tả hữu thực lực mặt người sắc đỏ lên, thân thể như thổi bóng bay như thế bành trướng, ngăn ngắn mấy giây liền nổ bể ra đến, một mảnh màu đỏ sương máu ở trong không khí tràn ngập. Một mảnh gió nhẹ thổi tới, sương máu tản ra, hắn vừa nãy đạp chi địa không hề có thứ gì, tự tiện xông vào quảng trường người thậm chí ngay cả cái xương đều không còn lại. Nhìn thấy cái này đại đấu sư kết cục, ngọc thạch chung quanh quảng trường nguyên bản ầm ỉ bỗng nhiên biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó là một luồng cực hạn tĩnh. Một ít nguyên bản nóng lòng muốn thử người, đều biết đầu đổ mồ hôi lạnh. Âm thầm vui mừng chính mình không có manh động, không phải vậy vừa nãy hài cốt không còn chính là mình. Yên tĩnh kéo dài trong vòng mấy giây, mười mấy đạo bóng dáng bỗng nhiên từ phía đông bầu trời hiện lên ở những cái bóng này sau khi cách đó không xa một ít nghiêng lớn điểm đen cũng là như ẩn như hiện ha ha nơi này nên chính là bảo vật xuất thế địa điểm đi không nghĩ tới đến như thế gần bóng người cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn một đạo hào phóng tiếng cười lớn bị đấu khí mang theo vang vọng vùng thế giới này oanh trên bầu trời cấp tốc chấp lóe mấy đạo bóng người bỗng nhiên dừng lại sắc bén xé gió kinh khí như là ở giữa không trung vang lên một tiếng sét ngọc thạch chung quanh quảng trường người dồn dập kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn xuất hiện ở trên đỉnh đầu mười mấy đạo bóng người trong mắt đột nhiên co rút nhanh một hồi lâu sau ít hầu lăn nuốt ngụm nước miếng đây là đấu vương cường giả ở những người này xuất hiện sau khi không lâu vài đạo to rõ tiếng gào thét cũng là vang vọng mà lên xa xa cái kia điểm đen từ từ lớn lên chỉ chốc lát sau nắm giữ to lớn hai cánh to lớn ma thú, từ từ xuất hiện ở mảnh này khu vực trên không. Những này ma thú to lớn dừng lại ở giữa không trung, một chút bóng dáng tự ma thú trên lưng nhảy lên mà xuống, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào khoảng cách những kia đứng thẳng trên không trung cường giả cách đó không xa. Hiển nhiên là bọn họ phụ thuộc thế lực. Trước so với Tiêu Minh còn muốn mới đến đến tráng háng, nhìn thấy những kia đấu vương cường giả thời điểm, mắt lỗ đã co rút lại thành lỗ kim kíp cỡ lại nhìn tới những kia tự ma thú trên lưng nhảy xuống bóng người sau đó, chỉ cảm thấy hai chân có chút trung cầm cập. Bởi vì những kia bên trong, có không ít đấu linh cấp bậc cường giả. Tráng háng chân rung nguyên nhân rất đơn giản. Đấu vương cường giả thực lực mạnh mẽ, như thế sẽ không để ý đến bọn họ những này con tôm nhỏ, nhưng những này đấu linh nhưng là không nhất định. Cảm tạ, ta yêu ăn cơm nắm 500 điểm tệ khen thưởng, thư hữu 160412001671673 vé tháng, đã mọi người phiếu đề cử. Tấu chương xong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 39. Tiến vào bí cảnh. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lấy đấu vương tiêu chuẩn của cường giả, cướp tự nhiên là cấp cao bảo vật, cấp thấp đồ vật bọn họ không hẳn để ý, đến thời điểm chỉ cần rời xa những người này, thu hoạch vẫn sẽ có có thể đấu linh cường giả bởi vì tham dự không tiến vào cấp cao cường giả vòng chiến, mục tiêu dĩ nhiên là sẽ thả ở bọn họ những này đấu linh trở xuống tồn tại. Một cái đấu linh liền đủ bọn họ được, những thế lực này vừa ra tới liền vài cái, còn kết bè kết lũ, này ai nhận được. Hiện trường loại trừ số ít tán tu không e ngại, những người khác cũng đều sắc mặt dị thường khó coi. Những người này ý nghĩ là ở vào trên không lơ lửng đấu vương đấu hoàng cường giả không biết đương nhiên bọn họ biết rồi cũng sẽ không để ý đối với bọn hắn mà nói bên dưới những người này đều là dường như dung dế như thế tồn tại như tất yếu trong bọn họ tùy tiện một cái cũng có thể đem trong những người này thấp hơn đấu linh tồn tại dết dết sạch đấu linh cũng chỉ là tốn nhiều một ít tay chân mà thôi vì lẽ đó ai sẽ quan tâm những này dung dế ý nghĩ đây đồng dạng đối với phía sau những kia từ ma thú bên trên xuống tới một ít đừng phe thế lực đấu linh bọn họ cũng chỉ là cười lạnh một tiếng liền không thèm để ý giờ khắc này lơ lửng ở bầu trời người tổng cộng có mười mấy cái phần lưng toàn bộ là sắc thái rực rỡ đấu khí chi dực bọn họ đều không phải cái gì kẻ ngu dốt nhìn ngọc thạch trong quảng trường cột sáng màu trắng cũng không có manh động đầu óc nhanh chóng chuyển động trải qua như thế một lúc quan sát bọn họ cũng phát hiện một ít tình huống đại ca này cổ cảnh tượng thật giống không phải bảo vật gì xuất thế dáng vẻ trái lại như là bí cảnh mở ra dáng vẻ a. À. Nói chuyện người là một cái tuổi tác nhìn như ở chừng 30, khuôn mặt che kín âm lệ nam tử. Ở bên cạnh hắn còn có hai cái cùng hắn dáng dấp có chút tương tự, hẳn là có một ít liên hệ máu mũ nam tử, ba người đều thân mang cùng màu áo bào, lưng mọc hai cánh hờ hững đứng thẳng ở trên trời. Có thể lưng mọc hai cánh, không cần phải nói cũng biết, đây là ba vị đấu vương trở lên cấp bậc cường giả. Nghe được chính mình Tam Đệ nói như vậy, nghĩ đến chính mình vừa nãy tiếng trống to, trong ba người đại ca có chút lúng túng. Nguyên Lai, vừa nãy Tiêu Minh bọn họ những người này nghe được tiếng gào to chính là hắn gọi ra. Khụ khụ khụ, biết cảnh bên trong tuyệt đối cũng có bảo vật không phải, ta nói cũng không sai. Bên cạnh Nhị ca liếc mắt nhìn chính đang nói chuyện đệ đệ cùng ca ca, cũng không hề nói gì, ngược lại vừa nãy nhanh miệng mất mặt cũng không phải hắn ba người đối thoại hấp dẫn đến trên bầu trời những người khác một ít sức chú ý. Một tên để trần cánh tay, ngực mơ hồ lộ ra một đầu ngửa mặt lên trời gào thét lớn sư trung niên đại hán, nhìn liếc ba người, trên khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười, đầy rẫy khát máu mùi vị. Không nghĩ tới này Diêu thị ba huynh đệ cũng tới, nghe nói bọn họ mấy ngày trước đắc tội rồi Kim Ngân nhị lão, chính đang chung quanh trốn đây, khoảng thời gian này chạy đến, không sợ bị Kim Ngân hai huynh đệ nắm lấy sao. Thiết Ô ban chủ khả năng không biết Kim Ngân Nhị lão gần nhất bởi vì có việc, có chút không rảnh bận tâm ở huynh đệ bọn họ ba người đi, như thế nào, có muốn hay không mời này ba cái đấu vương gia nhập các ngươi cùng sư ban a. Một bên một tên quần áo bại lộ gợi cảm mỹ phụ, quay về Thiết Ô che miệng cười duyên nói. Nữ nhân này vóc người nóng bỏng, ở gò má dựa vào tai địa phương, xăm lên một đóa màu đen yêu diễm hoa anh túc, tuy rằng mỹ lệ, nhưng lại có trí mạng độc tính ở trong miệng nàng có thể biết được, cái này để trần cánh tay, ngực mơ hồ lộ ra một đầu ngửa mặt lên trời gào thét lớn sư trung niên đại hán lại là cùng sư ban ban chủ, bốn tinh đấu hoàng thiết ô. Thiết ô phủi một chút nàng, mở miệng nói. Diêu thị tộc ba huynh để kiêu căng khó thuần, bây giờ lại đắc tội rồi kim ngân nhị lão, ai dám thu nhận giúp đỡ bọn họ. Nếu như ngươi la sát môn không sợ kim ngân nhị lão đúng là có thể thử xem mời bọn hắn, chỉ có điều sợ là bọn họ sẽ không lĩnh ngươi cái này tình. Đấu vương cường giả ở hắc giác vực phân lượng đã cực kỳ trọng, rất nhiều thế lực tối cường giả cũng có điều là đấu vương mà thôi. Hắn trước đây tự nhiên cũng là đối với này ba huynh để có suy nghĩ pháp, có thể ý tưởng này ở bọn họ đắc tội kim ngân nhị lão sau đó liền đã biến mất rồi. Kim ngân nhị lão bất luận cái nào đều mạnh hơn hắn nhiều, hai người còn có thể cùng đánh phương pháp, gặp lại cũng có thể diệt hắn cùng sư ban cả nhà, hắn đầu óc đánh mới sẽ vì ba cái đấu vương đi chọc giận bọn họ có thể làm cho thiết ô như thế ôn hòa nhã nhặn nói chuyện này nhu mì nữ tử tự nhiên cũng là không nhân vật đơn giản một thân chính là hát giác vực hiếm thấy nữ tính đấu hoàng cường giả là sát môn môn chủ tô mị nàng thân là giữa bầu trời duy nhất là nữ tính cường giả khuôn mặt cũng không kém hấp dẫn đến ánh mắt rất nhiều người tiêu minh nhìn trên trời tô mị đột nhiên có loại dự cảm xấu không biết tại sao hắn đột nhiên nghĩ đến lần nào đó mô phỏng bên trong khổ rồi tao ngộ lần kia mô phỏng bên trong nữ đấu hoàng nên không phải nàng đi tiêu minh nội tâm không xác định nghĩ đến hát giác vực phụ cận nữ tính cường giả cực kỳ hiếm thấy chỉ có tình cờ có nữ tính cường giả trải qua mà thôi muốn đúng dịp đụng tới một cái nữ đấu hoàng còn thật sự có chút khó lần kia mô phỏng bên trong chính mình cũng là thật sự có chút xui xẻo hơn nửa lần kia mô phỏng nhân sinh, mặt sau chính mình từ đầu tới đuôi liền bị giam cầm, cửa đều không ra, mỗi ngày đều qua đơn điệu lặp lại sinh hoạt, tự nhiên cũng không thể nào biết cô gái này đấu hoàng cụ thể tin tức, này khiến cho hắn liền tránh hố đều không làm được. Có điều, tô mị hiện tại chỉ là đê tinh đấu hoàng, trừ vóc người đầy đặn phù hợp điều kiện, thực lực cũng không phù hợp mấy mô phỏng thuyết pháp. Có điều, vẫn là cẩn thận một chút đi. Tiêu Minh nghĩ đến mấy mô phỏng bên trong bị tù trải qua, không khỏi đem hát bào kéo thấp điểm. Mặc kệ nàng đúng hay không, cẩn thận một chút tổng không sai. Dù sao có mấy người chính là rất biến thái, hát giác vực càng tăng lên sản biến thái. Tiêu minh động tác nhỏ không có người quan tâm. Trên bầu trời, gặp phải người quen các cường giả từng người đối thoại cũng đều dồn dập kết thúc. Mặt trên có cường giả trấn áp, bên dưới con tôm nhỏ nhóm cũng tự giác im lặng, chỉ lo gây nên sự chú ý của bọn họ. Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên có chút yên tĩnh. Này của bầu không khí không có kéo dài rất lâu liền bị cuồng sư ban ban chủ thiết ô đánh vỡ. Hắn nhìn bên dưới càng ngày càng nhiều lít nha lít nhít người, không khỏi có chút cau mày quay về hắn một bên Tô Mị cùng với Viên Y nói: "Người càng ngày càng nhiều, chúng ta đều là đấu hoàng, nếu không chúng ta cùng nhau liên thủ đánh đuổi mấy người, sau đó mấy phương bình phân này bí cảnh làm sao?" Viên Y chính là bác phiến môn môn chủ lần này hắc ấn buổi đấu giá chính là hắn tổ chức. Hắc ấn thành phương Tây phát sinh lớn như vậy sự tình, hắn tự nhiên cũng sẽ tới kiểm tra. Viên y nghe được này đề nghị có chút ý động, nhưng nội tâm nhưng có chút không hạ nổi quyết tâm, nhân vì lần này trừ cùng sư ban cùng với la sát môn bên ngoài, còn có cái khác tông môn đến, đánh đuổi bọn họ, đối với thực lực chỉ có một tinh đấu hoàng chính mình mà nói, cũng không phải chủ ý gì tốt, nhân vì là tông chủ của bọn họ phần lớn mạnh mẽ hơn chính mình. Ngoài ra, còn có một chút tán tu cũng rất khó đối phó, tỉ như Diêu thị ba huynh đệ như vậy. Vạn Nhất đánh đuổi bọn họ sau đó, bọn họ lòng sinh trả thù, đối với Bác Phiến Môn tới nói cũng là có chút khó có thể chịu đựng. Không chờ hắn mở miệng từ chối, bên cạnh Tô Mị liền mở miệng nói: "Ha ha ha, bí cảnh bên trong nói không chắc nguy cơ trùng trùng, giữ lại những người này làm con cờ thí cũng tốt, ngược lại bọn họ lại nắm không đi những kia chân chính thứ tốt." Tô Mị hiển nhiên cũng không ủng hộ Thiết Ô ý nghĩ. Nghe được bọn họ đều từ chối chính mình, Thiết Ô cũng không nói thêm cái gì. Tô Mị nói không sai, những người này lưu lại cũng chỉ là làm con cờ thí mà thôi. Chân chính thứ tốt làm sao có khả năng cướp được bọn họ những này đấu hoàng. Thời gian ở từng chút trôi qua. Quan sát một lúc sau đó, trên bầu trời các cường giả có chút kiềm chế không được. Có điều cất bước ở bên ngoài kinh nghiệm nhiều năm nói cho bọn họ biết muốn hành sự cẩn thận, vì lẽ đó cũng không có như trước kia như vậy đại đấu sư như thế tùy tiện bước vào trong cột sáng. Chỉ thấy thiết ô trong tay đấu khí vận chuyển, một cái tới gần ngọc thạch quảng trường bóng người bị từ trên mặt đất hút vào trong lòng bàn tay, cả người như là gà con mang theo. Hắn này đột nhiên động tác hấp dẫn đến rất nhiều người. Tiêu Minh dương mắt, phát hiện thiết ô trong tay bóng người lại chính là trước đối với hắn so với các yết hầu thủ thế nam nhân gầy yếu. Giờ khắc này nam nhân gầy yếu trên mặt mang theo hoảng sợ, cực lực áp chế chính mình nội tâm sợ ý, đối với trước mắt đấu hoàng trung giọng nói. Lớn đại! Đại nhân, gọi ta đến, là có chuyện gì sao? Không có gì, xem người đứng như thế trước, nên làm đến rất sớm đi. Đem người biết nói ra. Thiết ô mang theo khóe miệng mang theo khát máu ý cười, nói. Nghe nói như thế, nam nhân gầy yếu nội tâm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là việc này, cái kia không sao rồi. Sau đó, hắn rõ ràng mười mươi đêm tự mình biết toàn bộ nói ra. Hả, quảng trường này lại quỷ dị như thế? Có thể khiến người ta bỗng dưng nổ tung thành một đống sương máu. Thiết ô nghe xong nam tử gầy yếu trần thuật, lông mày nhíu chặt. Đúng vậy, đại nhân, tiểu có thể không có nói dối, nơi này. Oanh xác thực không có nói dối a à. thiết ô nhìn bị chính mình ném tới ngọc thạch trên quảng trường hóa thành xương máu nam tử rù rì nói nhìn biến thành xương máu nam tử tiêu minh không được khé mắt nội tâm thầm nói đấu khí đại lục chính là nguy hiểm như vậy không cẩn thận liền sẽ bị người làm côn trùng như thế giẫm chết xem ra lần này bí cảnh hành trình kết thúc sau còn phải lại tăng cao chút thực lực trở ra hỗn a à. mà cùng gầy yếu đồng thời những người kia nhìn thấy đồng bạn của chính mình bị giết chết, nhưng là liền cái rắm cũng không dám thả. Mà là đem đầu thấp xuống, chỉ lo cái kế tiếp đến phiên chính mình. Thiết ô ra tay thoáng gây nên một ít rối loạn, ngay ở đoàn người có chút bất an thời điểm. Một đạo cực kỳ yếu ớt ông ông âm thanh từ từ vang lên. Theo âm thanh này từ từ lớn lên, ngọc thạch quảng trường màu trắng hoa văn đang trở nên càng ngày càng sáng rực. Cho đến cuối cùng, một đạo chói mắt tia ánh sáng trắng chấp qua cột sáng màu trắng biến mất thay vào đó là một đạo rộng mười mấy mét đen kịt xoay tròn đường nối đó là tiến vào bí cảnh đường hầm không gian một cái có kiến thức tán tu đấu vương thấy rõ sau kinh hô nghe được câu này tất cả mọi người hô hấp dồn dập lên không gian đó là đấu tông mới có thể đụng vào lĩnh vực mà muốn tạo bí cảnh cần thực lực càng thêm mạnh mẽ bên trong nhất định có thứ tốt xèo xèo xèo. Mười mấy đạo bóng người đột nhiên nhảy vào trong đó. Nhưng là đỉnh đầu các cường giả bay vào bí cảnh trong đường nối. Không còn các cường giả ràng buộc, Ngọc Thạch quảng trường đám người đều vội vội vàng vàng hướng về bí cảnh lối vào chen tới. Có thể bí cảnh lối vào liền như vậy hơi lớn, làm sao có khả năng đủ nhiều người như vậy cùng tiến vào đây? Vì lẽ đó vì tranh thủ tiến vào bí cảnh, những người này dĩ nhiên tại chỗ huyết hợp lại. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Tiêu Minh cũng không có tham dự trận này liều mạng mà là dựa vào đấu kỹ thân pháp ưu thế, cùng với vị trí ưu thế, dành trước tiến vào đường nối. Cảm tạ Vinh ca vé tháng, cảm ơn mọi người phiếu đề cử. Tấu chương xong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 40 Loại rắn hài cốt Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tiến vào đường hầm không gian tiêu minh, chỉ cảm thấy đầu một trận mê mùi, chờ đến thích ứng lại đây thời điểm nhưng phát hiện mình đã xuất hiện ở khác một vùng thế giới bàn chân rơi xuống đất ngay lập tức tiêu minh liền từ trong nạp giới lấy ra vũ khí của chính mình một thanh khiến người không làm sao chú ý màu đen rộng kiếm đây là tiêu minh ở hát giác vượt mười mấy ngày chiến lợi phẩm một trong được thanh kiếm này thời điểm tiêu minh đã từng làm kiểm tra thanh kiếm này cường độ đầy đủ hắn sử dụng dùng thanh kiếm này mà không cần trước kia cái kia ma hạch cấp 5 bảo kiếm là bởi vì người sau quá mức lôi kéo người ta chú ý, nếu là để những người khác nhìn thấy nhất định sẽ dẫn ra một chút phiền toái, những thời gian khác cũng coi như hiện tại bí cảnh bên trong cường giả tập hợp, còn có đấu hoàng đấu vương, khiêm tốn một chút tổng không có sai. Vì lẽ đó Tiêu Minh liền lấy ra thanh kiếm này. Cầm trong tay hát kiếm, Tiêu Minh đầu tiên là liếc mắt nhìn bốn phía, nhìn kinh ngạc phát hiện xung quanh cũng không có người. Trước kia ở tất cả mọi người trước vọt vào bí cảnh đấu hoàng đấu vương các cường giả cũng không thấy tung tích. "Này không nên a." À. Tiêu Minh nghi ngờ nói. "Đấu hoàng đấu vương cường giả biết bay, chỉ chớp mắt liền không thấy tâm hơi cũng coi như." Những kia gần như cùng mình đồng thời người tiến vào đây. Không nói để ý đến bọn họ cũng không ở đi. Tiêu Minh đội tâm phi thường nghi hoặc, muốn biết hắn vừa nãy lấy ra vũ khí chính là vì phòng ngừa những người kia đánh lén mình hiện tại không ai, đúng là có chút ngạc nhiên ý vị. Có điều, những người kia không ở, đúng là tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Tạm thời không cần đề phòng người khác công kích chính mình, tiêu minh đầu tiên là hướng về bên trái đi mấy bước, phòng ngừa phía sau lại có người xuất hiện, sau khi liền bắt đầu đánh giá phương này bí cảnh. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy, vùng thế giới này cực kỳ ám trầm, bầu trời mờ mịt một mảnh, cũng không có bất kỳ đám mây, bầu trời áp lực thấp ép tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới chỉ cần một chút liền cho người một loại tiêu cực cảm giác mà phía trước cách đó không xa có một mảnh cỡ nhỏ dãy núi bên trong dãy núi có thật nhiều tiêu minh chưa từng gặp cao to cây cối lúc ẩn lúc hiện thật giống có lầu các định vũ ở trong đó hiển hiện dãy núi trung gian là đỉnh cao nhất nơi đó nhưng là lại có một cái cùng ở bên ngoài tương đồng cột sáng đứng sừng sững ở đó tiêu minh lại xoay người liếc mắt nhìn phía sau chính mình mấy mét ở ngoài là một đạo rộng mười mấy mét màu đen đường nối, chỗ xa hơn là một mảnh không thấy rõ phần cuối màu xám bình nguyên. Dãy núi bên kia nên chính là bí cảnh không gian tâm điểm, loại này đường hầm không gian không phải chỉ một đạo, mà là nên đồng thời tồn tại vài cái. Tiến vào người này cũng có thể giải thích tại sao ta vừa nãy bên người không có người, bọn họ đều ở lối đi khác bên kia. Ở này trong thời gian thật ngắn, tiêu minh kết hợp chính mình trước đây mô phỏng nhân sinh bên trong được tin tức, phải ra cái kết luận này đến ra cái kết luận này sau đó tiêu minh chính là cảm giác mình vận khí rất tốt bởi vì cái này đường hầm không gian nhìn thấy dãy núi bên trong gác xét hắn hiện ở bên người lại không có người chỉ cần tốc độ rất nhanh mặt sau lại không có biết bay đấu vương cường giả xuất hiện hắn là có thể nhanh chân đến trước đạt được trong đó bảo vật mà không phải giống như những người khác khổ cực cùng người khác cướp đồ vật không nghĩ tới hôm nay vận khí còn rất tốt Tiêu Minh nội tâm Ichiraku, không chần chừ nữa vận chuyển thể nội đấu khí, nhấc chân lên bước nhanh chóng hướng về xa xa dãy núi bắn nhanh mà đi. Ngay ở Tiêu Minh vừa biến mất không lâu, hắn vừa nảy vị trí liền xuất hiện tốt mấy đạo bóng người. Những bóng người này mỗi cái khí tức hỗn loạn, trên người đỏ như máu một mảnh, có người thậm chí thân thể mang thương, thỉnh thoảng còn có giọt máu điểm điểm nhỏ xuống. Mấy người rơi xuống đất sau đó cũng là cùng tiêu minh như thế, ngay lập tức cầm vũ khí lẫn nhau đề phòng đợi đến nhìn rõ ràng hoàn cảnh cùng với xa xa dãy núi sau đó nhưng lại tất cả đều cười lớn lên ha 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 có thể thật không dễ dàng rốt cục nhường ta chui vào không thể không nói những kia người điên ra tay thật là tàn nhẫn a à. nơi đó có lầu cát khẳng định có bảo vật bảo bối ta tới rồi ha 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 mấy người cười nói xong cũng không kịp nhớ cái gì lẫn nhau trong lúc đó cảnh giác lôi kéo một điểm khoảng cách sau đó, mỗi cái đều dạt ra chân hướng về tiêu minh đi gác xếp chạy như bay. Chỉ có điều rời đi bọn họ, không nhìn thấy là, chính mình những người này nhỏ xuống đến bùn đất lên máu tươi tất cả đều lặng yên biến mất không còn tâm hơi, tự hồ bị cái gì hấp thụ như thế. Trải qua một khoảng thời gian bôn ba, tiêu minh rốt cục tiến vào dãy núi bên trong vùng rừng rậm. Tiêu minh tiến vào rừng rậm cảm giác đầu tiên, chính là lớn bên trong vùng rừng rậm cây cối so với tiêu minh dự đoán còn lớn hơn, mỗi một cây đều cần mười mấy người mới có thể ôm hết. Vùng rừng rậm này cành lá xung xuê, cây bộc phát, mỗi ai che đa cây cũng có thể dễ dàng trốn ở người, đúng là cái mai phục người khác địa phương tốt. Một bên vận chuyển đấu khí giống như quỷ mị hướng về nguyên phát hiện trước gác xếp nhanh chóng đi tới, một bên nhìn những này thô to cây cối, tiêu minh trong lòng lóe qua một tia ý nghĩ. Theo thời gian trôi qua tiến vào cái này bí cảnh người nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, những kia sau tiến vào bí cảnh người khẳng định không thể giống như hắn, cướp được này cái thứ nhất canh. Đến thời điểm những kia ở hát giác vực coi trời bằng vung quen rồi kẻ liều mạng nhóm chắc chắn sẽ không cam tâm, nơi như thế này lại như thế thích hợp giết người cướp của, bọn họ làm sao sẽ bỏ qua đây. Có thể dự kiến là, mấy ngày sắp tới này mảnh rừng Linh côn chắc chắn thôn phệ không ít sinh mệnh. Ồ, đây là cái gì? đi tới bên trong tiêu minh đột nhiên phát hiện cái gì đình chỉ đi tới bước tiến hắn bị ngăn đi ở đường đi ngăn cản tiêu minh cũng không phải người mà là một mảnh hài cốt tiêu minh giật mình nhìn trước mắt to lớn hài cốt hài cốt từ ngoại hình nhìn lên gần như có dài trăm mét rộng mười mấy mét uốn lượn xoay quanh ở rừng cây trong lúc đó từ ngoại hình nhìn lên có thể ra kết luận đây là một bộ cấp cao rắn loài ma thú trắng như tuyết hài cốt khả năng bởi vì niên đại quá xa xưa hay hoặc là là những nguyên nhân khác, hài cốt cũng đã có vết trạng nứt, còn lại khí tức cũng không có để lại bao nhiêu, vì lẽ đó tiêu minh rất khó phán đoán thi thể này cụ thể đẳng cấp. Thế nhưng tiêu minh suy đoán này hài cốt chủ nhân còn sống sót thời điểm, có thể sẽ có cấp 6 thực lực. Đương nhiên, này không phải là tiêu minh lung tung suy đoán, hắn là có căn cứ, hắn là căn cứ hình thể để phán đoán. Ma thú thực lực tuy rằng không nhất định là thực lực càng mạnh hình thể càng lớn, thường thường đẳng cấp cao ma thú hình thể cũng có thể nhỏ vô cùng. Thế nhưng, những kia cấp bậc thấp ma thú hình thể là thật sự nhất định tiểu, chỉ ít trên đất bằng ma thú là như vậy. Về phần tại sao sẽ như vậy? Đạo lý rất đơn giản, thực lực yếu, hình thể như vậy lớn như vậy dễ thấy, rất dễ dàng bị cái khác ma thú dết ăn thịt. Đồng thời hình thể lớn liền mang ý nghĩa cần không gian sinh tồn lớn, cần cùng cái khác ma thú cạnh tranh mà thực lực mạnh mới xứng có tư cách nắm giữ lớn lãnh địa thực lực yếu là không thể cướp được địa bàn vì lẽ đó trên đất bằng những kia hình thể phi thường hung hăng thực lực lại yếu chủng tộc ma thú cũng sớm đã ở viễn cổ bị diệt tộc chỉ có một số đặc thù cạnh tranh không lớn tràn có thể sẽ có tồn lưu bên trong đại dương nhân làm sinh tồn phương thức không giống đúng là còn khả năng lượng lớn có lưu lại thực lực yếu hình thể lớn ma thú nhưng hát giác vượt bên này lại không tới gần hải dương, vì lẽ đó tiêu minh đến ra, khả năng này là ma thú cấp 6 sát kết luận. Thi thể xác cũng không có trở ngại tiêu minh bao lâu, vận chuyển đấu khí, tiêu minh ở xương nhảy lên. Rất nhanh liền vượt qua này bộ bạch cốt, tiếp tục hướng mục tiêu của chính mình gác xếp mà đi. Thế nhưng, rất nhanh, tiêu minh lại gặp phải một bộ bạch cốt, đây là một bộ mười mấy mét viên loại xương trắng, cũng không có như trước kia rắn xương như vậy khổng lồ. Tiêu Minh không có để ý, mặt sau nhưng là liên tiếp xuất hiện các loại ma thú xương trắng, thậm chí còn xuất hiện nhân loại xương. Không biết trước kia nắm giữ này bí cảnh thế lực gặp cái gì, lại liền như thế biến mất không còn tâm hơi, bí cảnh bên trong còn có nhiều như vậy xương trắng, nghĩ đến đã từng khẳng định đã xảy ra chiến đấu kịch liệt. Cảm tạ phương Nam 100 điểm khen thưởng, cảm tạ xin đừng xóa sách tốt à 4 tấm thư hữu 2021716120289102 tấm vé tháng. Cảm ơn mọi người phiếu đề cử. Tấu chương xong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.